mà giờ chưa kịp thì thầy gửi từ bộ ở trong rất rồi nha. Rồi vô sư lệ nè. Rồi bây giờ đề số 24 nha, ngày mai đề số 25, thứ 2, thứ 3 sẽ là hai đề thi thử. Rồi, câu số 1. Anna looked so pumped. Pumped trong trường hợp này nó mang nghĩa là gì các bạn? Đó chính là đồng nghĩa là gì thôi? Excited hoặc là gì? Thrilled, đúng không ạ? Đó, là Anna trông có vẻ rất là hào hứng. Được chưa? Made a beeline for the food. Được chưa? Beeline trong trường hợp này là gì? Đường của con ong bay là như nào các bạn? Tiếng Việt của mình là gì? Nó không phải đường con ong bay mà là gì các bạn? Đường. Đường gì? Tiếng Anh là đường ong bay, tiếng Việt mình là đường gì? Chim bay. À, đúng không các bạn? Đó, đường chim bay là nó bay thẳng. Được chưa? Thì các bạn nhớ made a beeline for somewhere, đó chính là đi thẳng đến một đâu đó. Được chưa? Rồi, Anna trông có vẻ rất là hào hứng và cô ấy đã đi thẳng tới cái gì đây? The food gì đó. And ordered a carton of milk. Được chưa? Và đã order một gọi là cái gì các bạn? A carton of milk. Một cái hộp sữa. Được chưa? Mình thấy nó là thùng cạc tông nè. Được chưa? Đó, như trong trường hợp này đó chính là một hộp sữa. Rồi, học cho thầy đó chính là một cái loại giấy vệ sinh là gì các bạn? A roll of paper. Được chưa? A toilet paper. Được chưa? Đó, thầy nghĩ là năm nay nó có thể ra cái phòng mà về ví dụ như là một đôi kéo nè, một tờ giấy này nọ, kiểu a piece of paper, a pair of gì đó. Thầy nghĩ năm nay có thể ra phòng này. Được chưa? Rồi thì cái này chọn những bạn the food gì đây? Food gì? Quầy đồ ăn đó. Các bạn vô những cái trung tâm thương mại thì nó sẽ có những quầy đồ ăn. Food gì? Food court. Nhớ thầy, sau này vô Sài Gòn đường nào cỡ nào các bạn cũng thấy sẽ food court. Cái gì? Course rồi đó. Còn kia là course của D các bạn. Food court. Đó, sau này vô Sài Gòn các bạn sẽ thấy ở trong siêu thị hay là ở trong trung tâm thương mại các bạn sẽ thấy food court. Được chưa? Đó là khu ăn uống. Rồi, field là gì các bạn? Cánh đồng hoặc là nghĩa bóng của nó là gì? Lĩnh vực, đúng không? Rồi, course đó chính là sân gì các bạn? Sân gì? Sân golf các bạn ha. Đó, thì có golf course, sân golf, golf, được chưa? Rồi, pitch đó chính là sân gì? À, sân đá banh. Được chưa? Và court ngoài mang nghĩa đó chính là cái food court, đó chính là khu ẩm thực. Nó còn là gì các bạn? Sân gì đây? Sân tennis hoặc là sân bóng chuyền hoặc là sân bóng rổ. Được chưa các bạn? Đó. Rồi, trước thầy dạy các bạn the ball is in your court là gì? Trái banh nó nằm trong cái gọi là cái sân của mày. Là gì các bạn? Quyết định là nằm ở mày. Được chưa các bạn? Đó. Rồi tiếp tục câu 2 nè. The VIP guest. Cái người gì đây? Người khách cực kỳ VIP. Ở trên hàng qua thầy dạy các bạn đó cũng là người gì VIP các bạn. Từ gì mà VIP? A big gì? A big cheese, đúng không? Miếng phô mai mà nó to. Được chưa? Rồi, cái người khách VIP thì cái gì đó? Tip. Ở trong cái tab, các bạn biết cái tab không? Có biết cái tab không? Tab gì? Cái tab ở trong gọi là các bạn đi cà phê đó, các bạn tính tiền nằm trong cái tab đó, cái đó gọi là cái tab các bạn không? Đó, ok. Thì cái người khách VIP đã cái gì đó tip rất là gì đây? Nhiều tiền. Được chưa? Ở trong cái tab. Đó, ok, thì trong trường hợp này chọn động từ gì? Kiểu như là cho tiền tiếp đó. Chọn động từ gì? Make a tip, left a tip, brought a tip, or call a tip. Left a tip. Thì left là quá khứ của gì các bạn? Leave a tip là gì? Chữ leave phải là rồi nữa là gì? Để lại. Được chưa? Đó, các bạn cứ nghĩ cái này là rồi đâu có đâu, để lại. Được chưa? Thì người khách VIP này đã để lại tiền tiếp. Được chưa? Trong cái tab. Và các bạn nghĩ đi, đó gọi là tiền tiếp. Thì gọi là trong trường hợp này là tiền tiếp chung, có không thể là tiền tiếp riêng các bạn. Mà có morphe như là đây. Who was once the owner's favorite? Là gì các bạn? Đó, who was once the owner's favorite? Đó chính là gì? Một đứa nó đã từng là gì? So với gọi là owner là các bạn? Chủ, không phải chủ nhà nữa, đây là chủ của cái tiệm này. Được chưa? Con nhỏ này từng là ai của chủ tiệm? Là người mà chủ tiệm rất là thích. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Rồi, took all of it. Là gì? Con nhỏ này như là các bạn? Nó lấy hết luôn, lấy hết sạch luôn. Rồi, but she was caught red-handed là gì? Nhưng mà cô ấy bị bắt tại trần bởi ai đây?
người giám sát, được chưa? Đó, hoặc là người trên người quản lý các bạn ha. She blessed that it would not happen again là gì? Cô ấy hối hận hả? Hứa rằng, cam kết rằng, đúng không? Cô ấy cam kết rằng là nó sẽ không bao giờ tái phạm nữa, được chưa? Và chắc chắn là cô ấy đã bị gì đây? Bị cảnh cáo, được các bạn? Đó, ok ha. Give a warning, đó chính là bị cảnh cáo đó. Rồi, since then, kể từ đó về sau thì cô ấy cố gắng như đây. Cô ấy luôn luôn muốn tránh làm gì các bạn? Lie low, là gì? Né tránh, được chưa các bạn? Đó, hồi trước thầy dạy các bạn cộng nhiều né tránh là không muốn nhiều sự gọi là attention các bạn, sự chú ý. Keep a low profile, được chưa các bạn? Đó, ok ha. Để bởi vì nhục quá mà, đúng không? Kể từ đó về sau là cô ấy như đây, né tránh và không còn là như đây, the flavor of the month. Bởi vì trước đó nó là gì? Nó là gọi là the owner's favorite rồi. Được chưa? Mà bây giờ cho nên chắc chắn sau vụ này thì nó không còn là the flavor of the month. Được chưa? Thì mới nhớ học thầy, the flavor of the month là hương vị của tháng là như thế nào? Được chưa? Đó thì các bạn nhắc lại thôi, flavor of the month là gì? Một cái thứ như thế nào đây? Một thứ mà nó nổi tiếng nhất thời, được chưa bạn? Người hoặc là vật, được chưa? Đối với cái trường hợp gọi là những cái trend trên TikTok đó, những cái người gọi là những cái nhân vật nổi tiếng, các bạn nó trở thành một cái sensation, một cơn sốt, được chưa? Giờ như thế nào? Ví dụ cô Minh Hiếu hay là Linda giờ còn nữa không? Đó rồi, đúng không? Đó thì đó gọi là the flavor of the month, hay bất kỳ một cái món ăn gì đó, hoặc là một quán cà phê nào đó ở Cam Ranh mình, nó chỉ khoảng có nó tồn tại khoảng 1-2 tháng thôi là nó đã bay màu rồi, được chưa? Đó, ok, rồi. Thì nhớ trong trường hợp này thầy có một số cụm mới. Rồi thì mấy đứa học thêm một cụm này đi. Teacher's pet. Trước giờ giáo viên các bạn dạy có dạy cụm này không? Teacher's pet. Có thú cưng của giáo viên là gì? Là một đứa học sinh như thế nào? Học trò cưng của ai đó? Được các bạn, đó nhớ teacher's pet. Đó chính là học trò cưng của ai đó. Rồi, tiếp tục câu số 3. Nhớ bạn teacher's pet, học trò cưng của ai đó. Please cut him some slack. Rồi các bạn học thầy cậu nói cut someone some slack. Cậu này rất là phổ biến. Đó chính là gì? Nó mang nghĩa là gì các bạn? Thôi mày hãy như là đây. Hả? Mày tha cho nó đi. Để cho nó yên đi. Được chưa? Đừng có làm khó nó nữa. Từ các bạn thì trong tiếng Anh của mình có cụm nào kiểu như là cho tao yên đi, đừng làm khó tao nữa, thôi cho gọi là đừng có gây phức tạp cho tao nữa, được chưa? Thì sẽ có dùng cụm như bạn give me a gì các bạn, hả? Give me a break. Trước giờ thầy nói chưa bạn? Give me a break, được chưa? Đó thì nó y chang như là give me a break các bạn ha. Đó kiểu như là gì? Thôi mày tha cho tao đi. Đó ví dụ như là ai mà phiền Ray là gì các bạn? Giờ giả lao, đúng không? Được. Mày cho tao giả lao đi là như nào, là kiểu như là tao không muốn gọi là dính líu vào những cái chuyện mà đang nói nữa. Được chưa? Đó give me a break. Được chưa? Đây cũng có thể là một cụm cảm thán các bạn ha. Các bạn có thể sử dụng đối với trường hợp giao tiếp thoải mái. Được chưa? Give me a break là như vậy. Hoặc là give someone some slack. Ok. Cut someone some slack. Thôi mày thay cho nó đi, nó chỉ là một đứa gì đây, một đứa trẻ sơ sinh, được chưa? Một đứa trẻ kiểu như là mới đẻ ra là cháu này đó, nó gọi là infant đó các bạn, được chưa? Đó, còn đứa trẻ mới đẻ ra là baby, được chưa? Rồi he's not going to gì đó, what you say to him, nó sẽ không gì đây, nó chắc chắn nó sẽ không gì đây, không cái gì đó những gì mà mày nói với nó, được chưa? Đó, ok, thì trong trường hợp này các bạn chọn gì? Thì bạn đoán đi. Mình cố gắng nói chuyện với nó rồi kêu bắt nó phải nói lại với mình, đúng không? Mình chắc chắn là nó một đứa trẻ mà, làm sao nó nói được? Được chưa? Mình nói nó thì nó có như nào? Nó không gì? Nó không hiểu thì cái này hiểu đây. Cái gì các bạn? Các bạn cố gắng là vận dụng những cái kiến thức trước giờ thầy dạy các bạn đó. Trước giờ thầy dạy các bạn cái từ nào mà nó hiểu? Catch on, calm down, make up, get away. Cái gì các bạn? Catch on, bởi vì trước thầy dạy các bạn I didn't catch that chứ. Thầy nói với các bạn I didn't catch that. Được chưa? Đối với cái trường hợp nào người ta nói nhanh quá thì các bạn có thể dùng cụm I didn't catch that. Được chưa? Tôi không nghe kịp. Được chưa? Đó. Rồi, hoặc là đối với cái trường hợp mà mình nói gì đó, người ta nói gì đó mình không hiểu thì có thể dùng cụm này. Mày nói gì tao không hiểu, I didn't catch that. Được chưa? Thì trong trường hợp này catch on nó mang nghĩa là hiểu. Được chưa? Đó.
đồng nghĩa với cụm gì mà hiểu các bạn? Phrase verb luôn. Make out hoặc là taking. Được chưa bạn? Đó, ok. Nhưng mà thường make out hoặc taking nó thường đi theo một cụm danh từ phía sau. Được chưa? Đó. Nhưng mà catch on nó còn mang nghĩa khác. Và nó đã từng ra trong một đề thi minh họa rồi. Nó từng ra trong một đề thi minh họa rồi. Thì nó có thể ra lại. Bởi vì đề thi minh họa thì có thể ra lại mà ra lâu rồi. Đó chính là mang nghĩa, đó chính là nó trở nên những bạn ai biết. Trở nên gì? Đúng rồi, chính xác. Trở nên phổ biến. Được chưa? Đó, nhớ thầy, catch on nó còn mang nghĩa khác. Đó chính là trở nên phổ biến. Có hai nghĩa chính, đó chính là hiểu. Nghĩa thứ hai đó chính là trở nên phổ biến. Mà trở nên phổ biến là một lần nó ra rồi thì có thể nó ra cái nghĩa còn lại. Rồi ôn lại thầy nè. Calm down, mà thường calm down nó sẽ đi theo với calm down with. Calm down with là gì các bạn đã biết không? Ví dụ như là mấy đứa mà chơi hội trại sống, mấy đứa la hét quá trời. Qua ngày hôm sau thì một số bạn calm down with some fever, hoặc là calm down with a cold là gì? Họ đổ bệnh. Được chứ, ngã bệnh. Được chứ, đó ok. Nó giống như là phone ill thôi bạn, ngã bệnh. Phone ill, được chưa? Calm thường được calm down with mới mang nghĩa là ngã bệnh, được chưa? Tiếp tục make up, nhắc lại thầy, make up là gì? Bù, được chưa? Hoặc là gì đấy? Chiếm, được chưa? Chiếm phần trăm các bạn ha. Đó, hoặc là gì đấy? Bị rá, chế rá, biển rá, đúng không? Rồi, con đi kéo được quay. Nó có một nghĩa chính thôi, đó chính là gì? Đi đâu đấy? Thường là đi du lịch, được chưa bạn? Đó, ví dụ như là các bạn học xấu, các bạn thi xấu, chắc chắn là các bạn nên có một cái kéo được quay. Được chưa? Là mình đi đâu đó, là đi vi vú. Được chứ bạn, thường là đi du lịch, được chưa? Rồi, tiếp tục câu số nhưng mà học cái thầy cầm đó chính là by any stretch of imagination. Được chưa? Thì trong trường hợp này nó mang tính gọi là hơi nói quá một chút xíu. Được chưa? Đó thì kiểu như là nó là đứa trẻ sơ sinh, mày nói như vậy thì không cỡ nào mà nó có thể hiểu được. Được chứ bạn? Any stretch, stretch là mình kéo giãn đó các bạn. Được chưa? Đó. Rồi. Nhớ thầy cầm, các bạn nhớ gọi là nhớ mặt chữ thôi rồi. Bởi vì thầy thật sự thì cũng không còn nhớ nghĩa cho nó. Nếu mà nó ra thì nó ra, đối với trường nó sẽ dùng chữ stress các bạn, by any chấm 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 of imagination. Các bạn nhớ mặt chữ cho chữ stress chứ không ra cái phần tìm từ trái nghĩa đâu. Rồi, are you out of your mind? Là gì các bạn? Mày có bị gì đấy? Mất trí không? Có bị điên không? Được các bạn. Đó, thay vì các bạn dùng là are you crazy thì dùng are you out of your mind. Rồi, tiếp tục câu số 4. He said he was defeated by the narrow margin 3-4. Được chưa, đây là tỷ số đó các bạn. Được chưa, thì anh ấy nói là gì? Anh ấy bị gì đấy? Bị đánh bại là bị thua đó các bạn. Bị thua by the narrow margin là gì? Suýt sao, với gọi là tỷ số suýt sao 3-4. Được chưa, nhưng mà by the margin nó còn mang nghĩa khác là gì các bạn? Suýt sao hoặc là gì? Hoặc là xém. Được chưa bạn? Đó, ok. Nhưng mà trước các bạn nhớ là trước thầy dạy các bạn cụm nào cũng là xém hoặc suýt sao. By như các bạn. Đúng rồi, chính xác, a close call, đúng không? Đây chẳng như a close call thôi. Đó, ok. Thì một lần nữa là hai cái cụm này là các bạn nhớ mặt chữ là được không? Được chưa? Anh ấy nói rằng anh ấy kiểu như là bị thua suýt sao 3-4. Nhưng mà đó, thằng này nó nói cái điều như vậy. Nhưng mà tôi ở đây, I gave him a gì đó of the doubt. Được chưa? Nhưng mà tôi gì đó nghi ngờ. Được chưa? Bởi vì tôi nghĩ rằng anh ấy must have lost các bạn. Ác hẳn là gì đây? Thua by a mile thì các bạn là by a mile là gì? Cách xa, đúng không các bạn? Cách biệt, đúng không các bạn? Đó là gì, là cách biệt hoặc là rất là xa, đúng không? Đó, ok. Thì nhưng mà ở trước giờ tôi thấy là nó cũng là một đứa chơi bình thường thôi. Được chưa? Cho nên là gặp đối thủ mạnh như vậy thì tôi nghĩ là ác hẳn là nó đã bị thua, bị cách biệt rất xa, rất là nhiều các bạn ha. Thầy nhắc lại by a mile rất là nhiều, rất là xa, cách biệt. Được chưa? Rồi, thì trong trường hợp này cộng lại với thầy một cái idiom. I gave him a bonus, benefit, pro, perk. Nó đều, mấy quỹ này đều là gì? Lợi ích, đúng không? Đó, cái đều lợi ích hoặc là ưu điểm hết. Thì trong trường hợp là chọn lụ như thầy, đó chính là give someone a benefit of the doubt. Được chưa? Cụm này rất rất phổ biến. Give someone a benefit of the doubt. Benefit là lợi ích, là tích cực nè. Mà doubt là nghi ngờ thì là tiêu cực. Thì trong trường hợp này các bạn đoán nó nghĩa là gì? Mình kiểu như là vừa tin mà cũng kiểu như là cũng vừa nghi ngờ, thì trong trường hợp tiếng Việt mình gọi là gì? Nữ tin nữ nghi hả? Hoặc là gì? Bán tin bán nghi, đúng không ạ? Đó, ok. Thì nhớ thầy cầm đây kiểu như là nôm na là gì? Bán tin bán nghi, được chưa? Kiểu như là mình cố gắng để tin đó các bạn. Bán tin bán nghi.
Nhớ nha, cụm này rất là dễ ra các bạn ha. Nó sẽ ra trong phần đó chính là đục lỗ, bán tin bán nghi. Pro thì trước là có pro and con thì khỏi nói rồi ha. Perk là gì? Cái lợi ích, cái lợi ích của một việc gì đó, đúng không? Rồi tôi có số 5 nè. Sao là was officially selected as, sao là như nào đây? Chính thức được chọn là cái gì đó, thì chắc chắn được chọn là gì? Biểu tượng, linh vật, được chưa? Thì linh vật trong tiếng Anh sử dụng gì đây? Mascot. Nhớ này nha. Đó. Nhưng mà cái này khá là khó. Nhưng mà ai biết được? Đề thi năm nay nó khủng khủng nó ra vậy sao? Được chưa? Đó, nhớ thầy mascot. Đó chính là linh vật các bạn ha. Rồi, icon không thể dùng biểu tượng các bạn. Rồi, symbol cũng là gì luôn? Biểu tượng, đúng không? Model là gì? Cái phương châm, được chưa các bạn? Đó, ok ha. Rồi, thì chắc chắn các bạn biết gọi là cái sự tích của con sao la rồi các bạn ha. Cái đợt mà kiểu như là nó chính thức trở thành linh vật, được chưa? Đó, thì các bạn biết gì về con sao la lúc mà kiểu như chính thức công bố hình ảnh của nó về cộng đồng mạng như thế nào? Không biết luôn hả? Chơi lên, chơi xuống, chửi lên, chửi xuống, quá trời qua đất, được chưa? Thì đối với cái trường hợp đó thì con sao la nó đã từng bị gì đây? Run the gauntlet of netizens là gì? Đã từng bị gì đây? Từng bị gì đấy, bị ném đá dữ dội, được chưa? Đó hoặc là bị phê bình chỉ trích nặng nề, được chưa? Hoặc là trong tiếng Việt của mình đó chính là nhận, như các bạn nhận cái gì, một những cái equipment, nhận gì, nhận gạch đá, được chưa? Hoặc là nãy gạch đá tôi nói rồi, hoặc là nhận bú rìu của dư luận, đúng không? Trước giờ các bạn nghe bú rìu của dư luận không? Không hả? Ok, thì trong trường hợp này đó chính là nhận gạch đá từ dư luận, được chưa? For quite a long time, được chưa? Khá là lâu. Lúc mà nó gì đây? Come to life, lúc mà nó được công bố ra. Các bạn nhớ, các bạn đi ra ngoài ánh sáng là được công bố rộng rãi đó, được chưa? Đó, ok. Thì nhớ thầy mascot. Và học thầy cụm này rất là dễ ra. Run the gauntlet, đó chính là bị ném đá, bị phê bình, chỉ trích nặng nề, được chưa bạn? Đó. Mấy này thì ai kiểu như là run the gauntlet mấy đứa? Cái thằng gì mà nó chia tay con nhỏ bồ bên Indo nó biết không? Cái thằng gì là Villa Villa mấy đứa? Ờ Đạt Villa mấy đứa đó, rõ ràng thằng đó. Có ai gọi là thích nó không? Không, đứa đồng chửi hết trơn thì rõ ràng thằng đó nó run the gauntlet, được chưa bạn? Đó, ok ha. Hoặc là như nào, vụ tối ngày hôm qua là ai? Ai nghệ sĩ, đúng không? Thì rõ ràng ông đó bị run the gauntlet. Thầy nghĩ là dù nghệ sĩ gọi là cái hạng A như thế nào thì gặp mấy gọi là commit the crime như vậy. Commit the crime là gì? Phạm tội như vậy thì thầy nghĩ là nên là bỏ vô tù, chứ không có bên được, đúng không bạn? Rõ ràng rồi. Hấp diêm mà, sao mà bên được. Rồi, câu số 6. Ủa, có ai biết điều đó, có ai chưa biết điều đó không? Are you living under a rock? Nhớ học thầy cụm live under a rock là gì các bạn? Tối cổ nha, có thể ra nha. Rồi, tiếp tục câu số 6. At the first time, lúc đầu á, lúc đầu mà tôi gặp cô ấy in flesh, là gì các bạn? Lúc đầu tôi gặp cô ấy bằng da bằng thịt, là in person á, gặp trực tiếp lần đầu tiên đó, chưa? Thì tôi có thể thấy, tôi đã nhận ra, thì vậy là nhận ra đi, tôi đã nhận ra cái tiềm năng của ấy. On the spot là gì? Y chang như right off the bat, ngay lập tức, được chưa? Liền, được chưa? Tôi đã nhận ra cái gọi là cái tiềm năng của ấy ngay lập tức, bởi vì cô ấy chắc chắn là gì các bạn? Một cái viên ngọc thô hoặc là viên kim cương thô, viên ngọc thô, viên kim cương thô là như đó các bạn? Chưa được mài chủ đó, các bạn tưởng tượng được mà đúng không? Thì nhớ thầy, đó chính là the diamond in the rough. Rough là gì? Thô sớ. Ở lần trước là vậy các bạn, gô ghê, đúng không các bạn? Đó, ok ha. Rồi thì cái này có một phần cụm này. Cái này thôi các bạn nhớ cũng được, rough fit. Được chưa? Rough fit thì cụm này nó mang nghĩa kiểu như là các bạn ở tạm bờ, được chưa? Đó, rough fit, ở tạm bờ. Ví dụ đối với cái trường hợp mà thầy vô trong Sài Gòn đi, thầy vô có ngày à, cho nên là thầy không muốn gọi là thuê một khách sạn nó quá là sang trọng, được chưa? Thì thầy kiểu như thầy thuê một cái phòng trọ bình thường thôi, rough fit thôi, được chưa? Đó, thì đây kiểu rough fit các bạn ha, đang là động từ. Thì cái này nó khá là khó, nhưng mà ai biết nó ra, rough fit, ở tạm bợ thôi, hoặc là sử dụng tạm bợ cũng được, đó, ở tạm bợ hoặc sử dụng tạm bợ, rough fit. Rồi,
Nhưng mà cô ấy, bởi vì cô ấy chắc chắn là một cái viên ngọc thô còn mài giũa và chỉ cần một chút gì đấy. Touch đang danh từ là gì không? Bước chút cho thầy các bạn là gì? Một nét nét gì đấy. Chấm phá thì trong trường hợp này kiểu như là mình gọi là mình sửa sang một chút xíu. Hiểu các bạn? Đó, bởi vì cô ấy đang là viên ngọc thô mà, cho nên mình chỉ cần sửa sang một chút xíu thì cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một siêu sao một ngày nào đó. Được chưa? Sau nhiều năm training đào tạo, được chưa? Thì mọi thứ nó như là đây. Các bạn coi tích cực, tôi cần đọc tiếp ha. Và cô ấy rock every stage she was on. Và cô ấy rock every stage. Cái này phải rock là nhạc rock không các bạn ha? Động từ rock là gì? Là gì? Thể hiện xuất sắc. Được các bạn. Đó. Các bạn nghe hay, các bạn sẽ hay nghe là gì? You rock it. Là gì? Mày làm rất là gì đấy? Rất là giỏi, giống như you nailed it thôi. Được các bạn, you did it, you made it. Được chưa? Trong trường hợp mày rock là mày thực hiện rất là xuất sắc. Được chưa? Và cô ấy đã thực kiểu như thực hiện rất là xuất sắc. Được chưa? Thể hiện rất là xuất sắc trên mọi sân khấu mà cô ấy lên. Được chưa? Thì trong trường hợp này chắc chắn tích cực rồi. Thì trong trường hợp này thì mọi thứ nó diễn ra như nào đấy? Tốt, thành công. Được rồi, trong trường hợp này cái là thành công. Everything. Thầy từng nói với bạn vậy rồi. Everything gì? Workout. Được chưa? Các bạn nhớ workout nó có ba hơi. Trước giờ thầy dạy bạn hai nghĩa đầu tiên đơn giản là gì? Tập thể dục thể thao, đúng không? Cái đó thì thầy nghĩ nó dễ ra hơn. Ý thứ hai là gì? Tìm ra giải pháp, tìm ra lời, tìm ra đáp án cho việc gì đó. Nếu mà bạn workout, ví dụ như our team are still working out how to deal with gì đó. Được chưa? Và nghĩa cuối cùng của nó workout đó chính là gì? Thành công. Được chưa bạn? Đó, ok. Ví dụ như là gì? Sau một vài tháng tìm hiểu thì kiểu sau một vài tháng yêu nhau thì our relationship didn't work out. Hiểu các bạn ha? Đó, ok. Thì kiểu như sau một vài năm, vài tháng quen nhau thì kiểu như là mối quan hệ chúng tôi bị bế tắc. Được chưa? Đó. Ôm lại thành chút xíu, go through là các bạn trải qua. Được chưa? Đó, nhưng mà go through nó còn mang nghĩa khác. Trước giờ thầy chỉ quên nói các bạn đó chính là gì các bạn? Bây giờ trước khi mà các bạn xài một cái máy nào đó thì các bạn nên gọi là go through cái instruction. Bạn nên gì đấy? Đọc quá, xem quá. Được chưa bạn? Đó, thì go through nó giống nghĩa với look through, xem qua, coi qua. Được chưa? Đó. Rồi, câu B, come in. Được chưa? Comment thì có nói rồi các bạn ha. Có nói chúng ta comment. Trong trường hợp này thì ví dụ như là các bạn có bây giờ nghe kiểu như là thầy cho các bạn ví dụ bằng tiếng Anh ha, thì các bạn cố gắng suy luận thầy. How many colors does this dress come in? Oh, this dress comes in three colors, red, blue, black. Thì trong trường hợp này come in là gì? Không phải kết hợp nữa. Cái áo này nó có bao nhiêu màu? Được chưa bạn? Đó, ok ha. Thì nhớ đối với trường hợp này come in thường đi theo với màu sắc. Được chưa? Mà màu sắc về gì? Về sản phẩm các bạn ha. Đó, cái come in. Come in các bạn ha. Thì tiếng Việt mình này come là đi nè, tiếng Việt mình có dùng chữ đi không các bạn? Cái áo này nó đi theo ba màu, được không? Cũng được mà đúng không? Được chưa? Đó thì nhớ thầy chỉ come in, còn màu sắc, được chưa? Rồi, pick up là các bạn ôn lại một số nghĩa với pick up này đầu tiên. Pick up a language gì? Học lỏm đúng không? Được chưa? Hoặc là pick up gọi là habit, học lỏm, thói quen quá đó. Thứ hai là gì? Pick up. Hả? Đoán hả? Đoán ai đó, pick someone up. Nghĩa thứ ba của nó là gì? Pick up a. Pick up a gì? A cold, đúng không? Chính xác. Đó chưa là bị bệnh. Nếu mà bị nhiễm bệnh. Được chưa? Đó, hoặc là pick up a signal là gì? Ví dụ như là hôm bữa thầy đi trong Sài Gòn đi, là kiểu như là ở trong thầy đi coi xe, thầy có họ mà ở trong hỗ trợ của nó là không có mạng. Được chưa? Cho nên là I didn't pick up the signal. Tại vì tôi không có thu được tín hiệu. Được chưa? Đó thì nhớ thầy pick up the signal. Được chưa? Thu được tín hiệu. Rồi, ok ha. Tiếp tục câu số 7. Time is on my side là gì? Thời gian nó bên cạnh tôi là như nào các bạn? Nó gần nè. Time is on my side. Side trong trường hợp này nó không phải là bên cạnh nữa. Nó là gì? Side ngoài nó nghĩa là cạnh. Nó còn là gì? Bên phía tôi. Được chưa?
Đó, bên phí tôi là như trong tiếng Việt mình chữ phí là như nào? Ví dụ mày theo theo ai á, được cái bạn trong thời gian là phe đi, là chơi thời gian trong phe của tôi là như nào? Là nó ủng hộ tôi hay là nó là mình phải chạy đua với thời gian? À, mình thì chắc chắn là thời gian ủng hộ mình là kiểu như mình có thời gian gì đấy dư dả, có nhiều thời gian dư dả để làm gì đó, đúng không? Đó là kiểu như tôi có rất nhiều thời gian dư dả, được chưa? Và gì đây, tôi sẽ đây make the most of là gì? Tôi sẽ tận dụng được và tận dụng nó để step up my my gì đây, cầm này rất là vui. Step up my gì? Combat fight game battle. Step up my game. Nhớ là nha, step up my game. Vậy các bạn đoán đây đi, step up my game là gì? Step là kiểu như là các bạn step up là nó lên hay xuống thì chắc chắn lên rồi, thì chắc thường cái lên thì chắc chắn sẽ tích cực rồi. Step up my game là như nào? Nó chắc chắn là tích cực rồi đúng không? Trong trường hợp này kiểu như là nâng cấp bản thân mình. Được chưa? Nâng cấp bản thân, step up my game. Nâng cấp bản thân. Step up my game, nâng cấp bản thân. Ví dụ như là mình chơi, mình đang trong một cuộc thi đấu nào đó đi, được chưa? Đó, thầy cảm thấy là ví dụ như là cái bạn vận động viên thì cảm thấy nó không được đã cho lắm, cho thầy là huấn luyện viên thầy screen này, you need to step up your game, được chưa bạn? Đó, mày nên gọi là nâng cấp bản thân mà đi, được chưa? Rồi tiếp tục, thì ôm lại thầy chỉ combat, các bạn chơi game các bạn sẽ nghe chỉ combat đúng không? Combat là gì? Đánh nhau đó, đúng không? Được chưa? Nhưng mà nghĩa bóng của nó là gì? We need to combat bullying at school, được chưa? Hoặc là he tried to combat the disease là gì? Là gì các bạn? Chống lại, đánh bại, được chưa bạn? Đó, ok. Thì trong trường hợp gọi là combat the bullying đó chính là gì? Đó chính là mình loại bỏ đi, gọi là mình có cái việc nạn bắt nạt trên trên trường, được chưa? Đó, combat, chống lại, được chưa? Hoặc là mình eliminate, mình loại bỏ nó đi. Hoặc đối với cái trường hợp về bệnh các bạn, combat a disease thường là những cái bệnh về nạn, combat a cancer, được chưa? Rồi chúng ta dễ các bạn, ngày hai hôm trước uphill battle là gì? Trận chiến gì đây? Trận chiến bên đồ là như nào? Một trận chiến cam go đúng không bạn? Khắc liệt, được chưa? Rồi tiếp tục câu số 8. Budget companies, bữa thầy dạy các bạn là budget tính từ mang nghĩa là gì? Rẻ đúng không? Được chưa? Thì đây là kiểu như là những công ty hàng những cái hãng hàng không giá rẻ, được chưa? Budget company bữa nay về hãng hàng không, những cái hãng hàng không giá rẻ nó đã rất là thành công. So that đúng không? Rất là thành công. Cho nên là những cái hãng hàng không khác là buộc phải như nào đây? Phải như nào? Follow, làm theo, kiểu như là các bạn follow to lower their fare là gì? Các bạn đoán trước đi, follow phải là làm theo để làm gì các bạn? Giảm cái gì đấy? Giảm cái giá vé, được chưa bạn? Đó, ok. Thì trong trường hợp này thì chọn gì đây? Là bắt chước các bạn, bắt chước làm theo rồi đó. Follow xong, follow gì đây? Lỗi, follow suit, được chưa? Nhớ thầy, follow suit đó chính là bắt chước làm theo, nhớ nha, bắt chước làm theo, follow suit. Các bạn biết suit là gì không? Trong trường hợp này suit là gì các bạn biết không? Thầy này bạn không biết luôn. Là gì? Cuộc họp đó. Không, cái này là nghĩa một cái đồ, gọi là một cái danh từ á, suit. Bình thường các bạn nghe suit đó chính là gì? Nguyên bộ đồ có gì, có blazer và có quần luôn, gọi là bộ suit các bạn ha, được chưa? Đó, ok. Các bạn hay nói là vì cái mặc áo vest, các bạn cái này phải gọi là áo vest, được chưa? Đó là gọi là blazer, được chưa? Còn kiểu như là nguyên tổng thể quần với áo nó giống nhau luôn, được chưa? Thì gọi là suit, được chưa? Còn bình thường mặc một cái đó thôi, mặc cái áo đó thì gọi là blazer chứ không gọi là suit các bạn ha. Rồi ở chứ không gọi là suit hoặc là vest các bạn. Vest là gì các bạn? Có biết vest là gì không? Vest là nó không có cánh tay, không có cánh các bạn, được chưa? Không có cánh tay, được chưa? Đó thì đó gọi là cái vest, được chưa? Thì trong trường hợp là su, các bạn gọi là những cái con, ví dụ các bạn đánh bài thì nó có sẽ bốn loại tên gì các bạn? Sao trời? Bết, rồi gì nữa? Rô, chuồng, rồi gì nữa? Cơ, thì đó gọi những cái bốn con đó gọi là suit. Được các bạn? Thì cái hai cái từ cụm này nó liên quan về bài bản các bạn ha. Follow suit. Thì nhắc lại thầy, follow suit là gì? Bắt chước làm theo. Rõ ràng các bạn, đối với những cái trường hợp gọi là gì? Bây giờ người ta đổ số gọi là xăng máy bay giá rẻ,
Để chứ vì giá nó rẻ quá buộc cho nên là những hãng hàng không khác mà mắc quá, ví dụ như là Bamboo hay là Vietnam Airlines thì chắc chắn thì nó phải bắt trước để cho giảm giá, được chưa? Nó giảm giá thì cũng mới có người đi chứ, được chưa? Rồi các bạn nhớ thầy follow suit. Rồi circle là các bạn hôm trước thầy dạy bạn ngoài mang cái nó vòng tròn, trước thầy dạy bạn gì? A circle of friends, vòng bạn bè, đúng không ạ? Đó, ok. Rồi nhưng mà học thêm một cụm nó khá là nổi tiếng, đó chính là a vicious circle là gì? A vicious circle, một gì đây? Một cái vòng luẩn quẩn, một cái vòng luẩn quẩn là như thế nào? Các bạn có thể ví dụ thử không? Một lòng luẩn quẩn là như thế nào? Thường là tiêu cực các bạn. Ví dụ như là một bạn mà gọi là ăn kiêng đi. Một bạn mà ăn kiêng đi các bạn. Rồi chứ thì kiểu như là lúc á thì nó gọi là nó giảm rất là nhiều ký. Nhưng mà lúc thì nó lại tăng con lại. Được chưa? Và nó cứ liên hồi như vậy thì nó gọi là một cái vòng luẩn quẩn. Được chưa? Hoặc là một cái đứa mà nó nghiện đi. Được chưa? Nó chơi ma túy rồi sau đó nó vô gọi là cải tạo, được chưa? Rồi sau đó cũng nghiện lại nữa rồi cải tạo, nó cứ lặp đi lặp lại thì gọi là một cái vòng luẩn quẩn, thường là tiêu cực các bạn ha. Được chưa? Vicious circle là như vậy, được chưa? Đó. Rồi tiếp tục câu số 9. My grandfather used to be a gì đó of health. Ông của tôi đã từng là cái gì đó sức khỏe, được chưa? But it took a turn for the worse. Được chưa? Thì trong tiếng Việt của mình cũng có cụm đó chính là như các bạn. Take turn for the worse thì gửi các bạn là gì? Turn là gì? Là mình đổi chiều, đúng không các bạn? Đó thì trong tiếng Việt mình là gì? Chuyển biến xấu. Được chưa? Vậy trái nghĩa của nó là gì? Take a turn for the better thôi, hiểu chưa? Chuyển biến tốt thôi. Được chưa? Đó. Thì bạn đó thì trước đó là như ông của tôi như thế nào? Ông tôi như nào? Khỏe mạnh, đúng không? Nhưng sau đó là chuyện biến xấu, được chưa? Kể từ khi anh ấy, ông ấy bị gì đây? Bị té lầu, được chưa? Bây giờ té cầu thang cũng thành nhầm. Stair là cầu thang, fall, các bạn nhớ té cầu thang là fall down các bạn ha. Đó, kể từ ngày anh ông ấy bị té cầu thang, được chưa? Thì trong trường hợp này đó chính là gì? Cộng gì đó các bạn? Photo, picture, footage, image đều là hình ảnh hết đúng không? Thì lỗi. Ở gì? A picture of health. Nhớ này nha. Hiểu nôm na gì? Healthy, khỏe mạnh. Được chưa? A picture of health. Kiểu như là khỏe mạnh là được rồi. A picture of health. Rồi ví dụ như là tuần trước thầy vô, phải tuần trước không phải thứ mấy? Phải tuần trước mới đây thứ hai, thứ ba, thứ tư vậy thôi. Là thầy vô Sài Gòn thầy khám bệnh. Được chưa? Đó thì kiểu như là thầy là vẫn là rau sạch, không gì đặc sắc hết. Được chưa? Không gì bệnh. Ở trên thầy vừa thầy đăng lên story của thầy, nó chính là gì? A clean gì đó of health. Đó, trong cái bài hình như là đề bổ sung của thầy hình như có câu này. Để chơi thầy làm trong lớp luôn nè. Thử thầy nha. Bill tab receipt. Và cuối cùng đó chính là fee. Đó thì chọn thầy đây. A clean gì? A clean bill of health. Đó chính là gì? Vẫn còn khỏe mạnh. Để các bạn. Đó, ok ha. A clean bill là gì? Đối với cái trường hợp mà các bạn vô trong Sài Gòn, phải vô trong bệnh viện các bạn khám, các bạn nhận gì? Hóa đơn, tiền gọi là chữa trị là bill hay receipt? Bill. Được, các bạn còn receipt là thường các bạn đi đâu? Các bạn đi đâu? Trước thầy nói các bạn receipt vô trong siêu thị, đúng không? Hoặc quán cà phê. Được chứ bạn? Siêu thị hoặc quán cà phê các bạn sẽ nhận receipt. Được chưa? Đó, nhớ thầy, thầy dạy cho receipt rồi nha. A clean view of health. Rồi, tiếp tục câu số footage là gì? Mấy đứa footage là gì? Một cái hành động. Đúng rồi, cũng là hình ảnh nhưng mà kiểu như là một cái bạn chụp màn hình lại. Được chưa? Ví dụ các bạn coi phim đi. Được chưa? Nó thì là cái cảnh. Được chưa các bạn? Đó, footage. Ví dụ như camera nè, các bạn chụp cái màn cái khúc nào đó. Được chưa? Thì gọi là cái footage chứ thậm chí là image. Được các bạn? Thường là các bạn cắt. Được chưa? Hoặc các bạn chụp lại thì gọi là footage. Image của nó là hồi trước thầy dạy bạn spitting image là gì? He is definitely the spitting image of her mother là gì? À, bản sáng nhóm y đúc, đúng không? Rồi tiếp tục câu số chục, câu cuối cùng từ vần. Annie and Tracy have been laughing all the way to the bank. Để cho thầy gửi bạn laugh all the way to the bank, các bạn từ cái nhà tới ngân hàng này cười ha hả thì như nào? Thì bank là kiểu như nó là hoán dụ, việc đó chính là tiền bạc, đúng không bạn? Được chưa? Để trong trường kiểu như là kiếm bộn tiền, là kiểu như rất là nhiều tiền. Được chưa bạn? Đó. Thì kiểu như là kinh doanh có lãi, rồi sau đó cầm tiền vô ngân hàng, bỏ vô ngân hàng.
Được chưa? Đó, thì nhớ thầy lost all the way to the bank đó chính là kiếm được bộn tiền. Hai đứa này nó đã kiếm được bộn tiền. Được chưa? Và tụi nó lên kế hoạch gì đây? Go to gì đó on their wedding. Được chưa? Thì các bạn đoán thì kiểu như là vào cái bỉ biên có nhiều tiền mà. Được chưa? Cho nên là đám cưới sắp tới của nó thì tụi nó dự định làm gì đây? Ờ, như nào? Chơi gì? Chơi quá hả? Về quê chơi lớn. Cái này là idiom các bạn ha. Cái này là idiom nha, chứ không phải các bạn phải đọc làm một bài, các bạn phải phân tích được cái câu nào là những cái câu collocation dễ. Được chưa? Đó, những câu collocation dễ nhìn vô các bạn biết rồi. Nó đúng với trường này, nó về idiom rồi. Idiom thì chắc chắn nó sẽ khó. Được chưa? Đó. Rồi. Thì có lại chọn như bạn go to gì đây? Go to. Cái này các bạn đoán được chắc chắn là tiêu gọi là chơi xa, tiêu tiền xả láng. Đúng không bạn? Thì các bạn tới nơi đâu mà bạn tiêu tiền xả láng? Phải thành phố rồi chứ sao mà về quê mà các bạn chơi? Trời đất ơi. Về quê chỉ làm lụng thôi các bạn. Chứ vô trong Sài Gòn là xả láng nha. Thì là cảm thấy là ai cũng có tâm lý đó các bạn. Ví dụ ở trong ra là thầy kiểu như là thầy chắc chiêu thần đồng mà vô Sài Gòn là xả láng không suy nghĩ gì nhiều. Thì các bạn nhớ cái cụm đó chính là go to town, kiểu như chơi các bạn. Chứ là thực hiện, nó có hai nghĩa các bạn, là thực hiện một việc đó nó rất là nhiệt tình, nhiệt huyết, đặc biệt là về tiền bạc. Chơi gì, tiếng Việt mình chơi gì? Chơi tóc tay. Có bao giờ nghe không? Có bao giờ nghe chơi tóc tay không đó? Không bao giờ nghe chơi tóc tay đúng hả? Không, chơi hết tiền kiểu chơi tóc tay là kiểu như là gọi là bung lụa. Được chưa? Các bạn nghe bung lụa không? Đó, là chơi tóc tay là bung lụa. Được chưa? Là kiểu như là mình thực hiện một việc gì đó, làm một việc gì đó rất là nhiệt tình, nhiệt huyết, đặc biệt là về tiền bạc. Được chưa bạn? Đó. Go to town. Hồi nãy thầy thấy có đâu city đâu? No. Có kêu city hả? Xin lỗi. Không có go to city các bạn ha. Go to town. Hồi nãy thầy nói go to city thôi đó. Ủa tại chắc là do thầy lộn, cứ nghĩ là thầy đều soạn là có A, có B, có C đều là nông thôn hết. Ai nhiều. Nhớ thầy go to town nha, chơi tóc tay hoặc là bung lụa, xả láng. Được chứ bạn? Hồi ngày qua thầy dạy bạn go to shit là gì? Kết hạt là như nào? Go to shit là gì? Là tàn. Được chưa? Đó, hoặc kiểu như là không còn tốt như trước nữa. Tàn. Được chưa? Rồi, giúp thầy câu số 11, 12, 13. 11 thì tôi đồng nghĩa với bạn ha. She embodies all Vietnamese characters. Được chưa? Là cô ấy như thế nào đó, tất cả những cái tính cách. Ồ, cái này thêm chữ Vietnamese women các bạn ha. Thêm chữ women vào đi. Woman, woman thôi, đừng women. Là bà, cô ấy gì đó, tất cả cái tính cách của người phụ nữ Việt Nam. Được chưa? Đó, thì các bạn đoán đi là gì? Hội tụ, được chưa? Hoặc là gì? Là tiêu biểu. Được chưa? Đó, hoặc là khắc họa. Được chưa? Đó, thì trong trường hợp này cái này là tiêu biểu, khắc họa thôi, quá dễ. Chọn thầy có gì? Tiêu biểu, khắc họa. Được chưa? Thì cái này nghĩ lâu nay của nó chọn gì có? Có A, nurture là gì? Nghe qua muốn dạy. Nurture là gì? Nuôi dưỡng, chăm sóc, đúng không? Rồi, không liên quan. Impose something hoặc là someone on. Impose something on someone là gì? Áp đặt, đúng không? Rồi represent, nhớ như thứ ba bạn. Represent là gì? Đại diện, đặc trưng, ổn không? Ổn, nhất luôn thầy. Rồi cô đi. Uphold. Được chưa? Uphold, nghe qua thầy dạy các bạn là gì? Uphold the spirit. See game rồi đó. Uphold the spirit gọi là gì? Cái tinh thần gì đó gọi là vì một đông đó á mạnh mẽ hơn là gì? Giữ hoặc là mang. Được chưa? Trong trường hợp này các bạn nhớ uphold là duy trì. Được chưa? Đó, nhớ thầy uphold là duy trì. Ví dụ như duy trì truyền thống đó. Thay vì các bạn dùng từ gì? Gọi là maintain hay là preserve. Thì các bạn dùng chữ uphold thì nó sẽ đặc sắc hơn. Để các bạn uphold a tradition. Đó chính là duy trì một cái truyền thống. Được chưa? Uphold. Rồi, như các bạn coi đó chính là những cái tính cách nào của người phụ nữ Việt Nam các bạn ha. Integrity. Ngày hôm qua thầy các bạn integrity là gì? Ai nhớ tính gì đây? Tính liêm chính, được chưa? Đó, hoặc là chính trực, đúng không ạ? Đó, integrity ngày hôm qua mới dạy rồi. Tính liêm chính hoặc là chính trực. Rồi, perseverance, đúng không ạ? Resourcefulness là gì? Resourcefulness. Người phụ nữ Việt Nam với đại thường là kiểu như đặc tính nào gọi là nổi bật nhất các bạn? Đúng rồi, thiên hậu cũng hẳn.
kiểu như là lúc nào cũng ở nhà chăm con cái, chăm cho chồng con này nọ, kiểu thì gọi là gì, tháo vát đảm đang, được chưa? Đó thì nhớ này, resourcefulness đó chính là tháo vát đảm đang. Vậy tính từ của nó là gì? Resourceful, thì các bạn đã biết cái từ đó chính là chữ đảm đang là gì rồi hả các bạn? Resourceful, được chưa? Resource mang nghĩa là các bạn, resource chính là gì? Cái tài nguyên, đúng không? Hoặc là mang nghĩa đôi khi nghĩa khó của nó là giải trí, tiếp theo các bạn sẽ gặp lại, được chưa? Đó, nhưng mà resourcefulness nó lại là cái tính đảm đang, được chưa? Hoặc là cái sự gọi là ông cần. Rồi và considerateness nó mang này như các bạn, cái tính gì đây? Hình như đề thi một năm ra rồi thì có thể không ra nữa, nhưng mà ai biết nó ra lại. Considerate, bởi vì nó sẽ bắt nguồn từ cái tính từ consider gì mới đó. Considerate. Cái này không có liên quan với considerable các bạn ha. Đề thi một năm đã tìm gọi là tìm trong cái phòng mà tìm đổ sai rồi. Hai từ này không liên quan, cái này đáng kể thì khỏi nói ha. Còn kiểu như là gì, ông cần chú đáo. Considerate là ông cần chú đáo. Được chưa? Vậy considerateness là gì? Cái tính gì đây? Ông cần, cái tính chú đáo. Được chưa? Đó. Thì hình như là năm 2019 đã ra rồi. Đó, các bạn có thấy consider thì không liên quan gì hết chưa? Được chưa? Rồi. Nhắc lại thầy, embody là gì? Hội tụ nè, hoặc là các bạn là tiêu biểu. Được chưa các bạn? Đó, hội tụ hoặc là tiêu biểu. Hoặc là cái gì thông nè, từ nãy tôi nhớ cái gì thông nè. Hiển thông, đúng rồi, nó sẽ hay. Để các bạn gọi là hiển thông. Hay hơn rất nhiều, đúng không? Rồi. Câu số 12. After the serious accident, sau cái trận gọi là tai nạn mà nó nghiêm trọng, thì cô ấy undergo lại các bạn. Undergo là gì? Gì? Trải qua, đúng không thầy dạy rồi. Và cô ấy đã trải qua rehabilitation. Được chưa? Cô ấy phải trải qua cái gì đó. Và đây, was walking within 3 weeks. Được chưa? Và kiểu như là vậy đây, đang tập đi trong vòng 3 tuần. Sau cái gọi là trận tai nạn mà kiểu như là nó nghiêm trọng, thì các bạn đoán đi cô ấy phải trải qua cái gì? Ừ, phải là phục hồi. Các bạn có biết nghe phục hồi chức năng không? Ừ, thì phục hồi chức năng đó chứ rehabilitation. Được chưa? Đó chính là phục hồi. Thầy nào nghĩ về phục hồi thôi, quá đơn giản. Đó chính là recovery hoặc là improvement. Được chưa? Còn này đối với cái trường hợp ví dụ những cái đứa mà nghiện đi thì tụi nó sẽ đi đó. Tụi nó sẽ phải tụi nó phải đi rehab là gì? Phải đi đó. Cái không gọi là đi phục hồi đó, đi gì? Đúng rồi, đi cái. Được chưa? Mà gọi là cái gì? Hả? Đi cai nghiện. Được chưa các bạn? Hoặc là cải tạo. Được chưa? Cai nghiện hoặc là cải tạo các bạn ha. Các bạn có nghe cải tạo chưa? Được chưa? Đó chính là rehab đó. Người ta viết tắt là gì? Rehab. Được chưa bạn? Viết tắt nhanh gọn là rehab, có chữ bờ phía cuối là được rồi. Được chưa? Cái từ này khá là dài. Bởi vì ví dụ bạn thầy nó ở bên Đức, mẹ nó đang bị ung thư, hình như là ung thư có một cái khối u ở trong não. Được chưa? Và nó thường xuyên nói là gì? Mẹ nó sắp tới sẽ gọi là rehab. Được chưa bạn? Đó, kiểu như là hồn chức năng. Ví dụ như là nó phóng gọi là hóa trị xong thì sẽ có một khoảng thời gian nó chỉ phải rehab. Được chưa bạn? Đó, hồi phục, nhớ thầy, recovery. Rồi, câu A, adventure là gì? Câu A của A, quá đơn giản, adventure. Chuyến gì đấy? Ở chuyến phiêu lưu thôi, thầy nghĩ là điều thì nó ra chữ adventure đó các bạn. Được chưa? Chuyến phiêu lưu. Được chưa? Rồi, câu C, coincidence là gì? Sự. Sự gì? Coincidence, sự gì đấy? Rồi vậy rồi. Sự phù hợp là ố lạnh lá. Và sự trùng hợp ngẫu nhiên, đúng không bạn? Sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy rồi. Và câu D, ethos là gì? Ai nhớ ethos là gì các bạn? Cái gì? Cái tinh thần hoặc là cái văn hóa. Được chưa? Thường là văn hóa của doanh nghiệp. Trước thầy dạy rồi, ethos. Được chưa? Cái tinh thần hoặc cái văn hóa. Trước thầy dạy bạn ethos đồng nghĩa với spirit đó. Được chưa? Cái tinh thần hoặc cái văn hóa thường là về doanh nghiệp. Được chưa bạn? Hoặc là một cái cộng đồng nào đó. Được chưa? Từ từ nói nghĩa nè, hai con từ từ nói nghĩa. The past few years have been a sharp increase in the number of apprentices. Apprentices là mấy đứa nào mấy đó? Người đấy, người học việc. Người học việc các bạn ha. Để chưa thử việc là gì? Xin lỗi, thực tập là gì mấy đó? Intern, đúng không? Thực tập là intern, còn học việc đó chính là apprentice.
Được chưa? Thì này là gì? Là vài năm gần đây, vài năm trở lại đây thì nó đã có gì đây? Đã nhận thấy một cái lượng tăng. Tăng gì đây các bạn? Shop được tăng như là đây, trong gọi là số lượng những người học việc, đặc biệt là ở trong gì đây? In the construction trade. Trade là gì các bạn? Trade là gì? Ngoài mang nghĩa là gì? Trade là gì? Không có S á. Thương mại, đúng rồi, chính xác. Trade là thương mại. Nhưng mà trong trường hợp này nó không phải là thương mại nữa. Nó là gì các bạn? Lĩnh vực. Được chưa bạn? Đó, hoặc là đừng lĩnh vực gọi là nghề nghiệp đi. Được chưa? Nghề nghiệp. Hồi trước thầy dạy bạn the trick of the trade là gì? The trick of the trade đúng không? Là gì? Trick là gì thôi? Cái mẹo hoặc là cái bí gì? Cái bí quyết. Được chứ bạn? Thường những cái the trick of the trade thường kiểu như là nó liên quan về gọi là những cái mẹo trong công việc. Được chưa? Đó, ok. Ví dụ trước thầy cho bạn cái ví dụ đó chính là cái the trick of the trade, lúc mà gọi là người ta cho những cái sample đó. Bạn nhớ sample không? Ví dụ mà đồ ăn người ta nhân viên cho mình ăn thử đó. Được chưa? Thì đó cũng là một trong những cái the trick of the trade. Được chưa? Đó, một cái bí quyết để kiểu như là cho khách hàng mua sản phẩm của mình. Rồi, thì trong trường hợp này the construction là liên quan về gì các bạn? Cái lĩnh vực gì đấy hoặc là cái nghề gì đấy? Xây dựng thôi. Được chưa? Đó, thì dạng còn này là kiểu như các bạn đoán đi, là cái mức tăng như thế nào? Nó trung bình, nó lớn mạnh, được chưa? Hoặc là nó ít. Đó, thì đoán thử coi. Đoán đi. Tăng mạnh hay là tăng chậm hay là tăng từ từ, các bạn không biết. À, thì có thể đoán tăng mạnh các bạn ha. Đó thì trái nghĩa với tăng mạnh thì đó chính là gì? Tăng một cách gì? Chậm. Được chưa? Đó thì cái nào chậm? ABCD quá dễ. Câu A, bởi vì gradual là gì? Từ từ. Được chưa? Thì từ từ là chậm rồi bao nhiêu đó. Được chưa? Thì các bạn nhớ sharp increase đó chính là tăng vụt. Mà một khi tăng vụt là gì các bạn? Tăng vụt nó như một cách gì đấy? Nhanh chóng hoặc là gì? Một cái tăng vụt mà. Tạm thời hả? Thầm tốc. Nhưng mà tăng vụt là như thế nào? Là nó đột ngột, đúng rồi, chính xác. Hiểu không? Thì có thể đồng nghĩa từ gì? Sudden hoặc là abrupt. Hiểu không? Đó, ok. Sudden hoặc là abrupt. Chữ sharp nó có rất nhiều nghĩa nha. Nhưng có ba nghĩa rất là phổ biến. Nghĩa đầu tiên đó chính là vụt. Được chưa? Hoặc là gọi là nó bất ngờ, nó đột ngột. Được chưa? Đó, nghĩa thứ hai của nó đối với trực giao. Dao nó sharp là như nào? Nó bén, nó sắc, nó bén. Được chưa? Còn đối với cái trường hợp một đứa trẻ hoặc một người đó kiểu như là có một cái sharp mindset là như nào? Một cái gì đấy? Sharp là gì? Sắc bén, sắc sảo. Mà sắc bén, sắc sảo là thông minh hay là nó dốt? Mà thông minh. Được chưa? Nếu mà đồng nghĩa từ thông minh thì chọn cái nào? Câu D, clever. Hiểu không ạ? Đó, cho nên các bạn nhớ là sharp còn mình kiểu là sắc sảo hoặc là thông minh. Được chưa? Đó, ví dụ như là trong văn học của mình, người nào kiểu như là được xem là sắc sảo thông minh các bạn? Gì mà bình thường? Đẹp đấy mấy đứa. Mà kiểu như là Mỹ trời. Phong nhan đặc phận. Thúy Kiều. Được chưa các bạn? Đó. Rồi. Thúy Kiều. Rồi, nhắc là thầy nhớ, các bạn nhớ thầy abrupt nó đồng nghĩa với sudden thầy dạy ra ha, nó chính là đột ngột. Rồi, knowledgeable này các bạn, knowledgeable. Các bạn nghĩ tức là thực vật knowledge, kiến thức rồi vậy, knowledgeable about something là gì? Có hiểu biết hoặc là thông thái. Được chưa bạn? Đó. Hoặc là tinh thông, có bạn nghĩ tinh thông không? Hoặc là em tưởng. Đúng các bạn? Đó, tinh thông, em tưởng, có hiểu biết. Được chưa? Thầy nói gì đâu, tự nhiên tự ngứa cái mặt nó ngáy vậy á. Giờ là tụi mấy ho nữa chứ. Rồi câu số 14. Rồi nhớ thầy short nha. Câu số 14. Despite expecting unfavorable weather. Mặc dù là cha nội này expect này các bạn. Unfavorable weather thời tiết như này. Thời tiết không thuận lợi. Rồi chứ các bạn nhớ tính từ của nó, đáng nghĩa của nó là favorable, nó không liên quan với favorite các bạn. Đó là chúng ta cho các bạn đối với trường hợp là phân biệt hai từ đó rồi thì có thể đề thi ra cái phần tìm lỗi sai này. Được chưa? Mặc dù là expect là gì? Mong đợi, không có mong đợi. Dự đoán được gọi là thời tiết nó không thuận lợi. Nhưng mà cái cha nội fisherman, cái cha nội gọi là ai đấy? Ngư dân. Rồi bạn biết năm nay ra bài nào rồi ha. Ok. Rồi thì cái người ngư dân thì vẫn như đây, mặc dù là đã dự đoán được là kiểu như thời tiết nó rất là gọi là nguy hiểm gì đó, không thuận lợi, nhưng mà gia nội này vẫn gì đó, throw the caution to the wind. Throw là gì các bạn?
One caution là gì? Cái sự gì? Sự cảnh báo, cái sự cẩn thận vào gió. Được chưa? Đó, và đi đây, đi cầu cảng. Thì các bạn đoán đi. Mặc dù là biết được là thời tiết nó gọi là nó không hỗ trợ, gọi là nó không được thuận lợi rồi, nhưng mà bạn quyết định gì đó. Được chưa? Đó, thì con này các bạn chọn đi. Thì các bạn đoán đi là gì? Dịch là gì? Nhưng mà ông ấy vẫn bắt gì? Bất chấp, hiểu không? Đó, ok. Thì bất chấp thường bất chấp gì? Bất chấp nguy hiểm, bất chấp rủi ro, đúng không? Đó, ok, thì chọn thầy coi. Thì nhớ thầy full caution of to the wind thì đoán được luôn rồi. Bất chấp. Được chưa? Đó, thì chọn gì? Cái đèn tiêu cực thì chọn gì tích cực thôi, và tìm cặp nào mà trái nghĩa. Cái này cặp nào trái nghĩa các bạn? Cặp nào trái nghĩa? Các nghĩa là coi cặp nào trái nghĩa nè. Câu A với câu D chắc chắn rồi. Overlooked potential danger là gì? Overlooked là gì các bạn? Đó chính là phớt lờ đi những cái gì đấy. Phớt lờ đi đó chính là cái thảm họa mà tiềm tàng. Cái thảm họa tiềm tàng thì nó là từ gì các bạn? Từ risk đó, rủi ro. Rủi ro là thảm họa tiềm tàng đó. Được chưa? Đó, phớt lờ đi. Được chưa? Thì phớt lờ đi nguy hiểm thì rõ ràng là đúng rồi. Được chưa? Và câu D là gì? Consider the risk carefully là gì? Con nhắc cái gì đấy? Cái rủi ro một cách cẩn thận. Được chưa? Thì rõ ràng trái nghĩa nhau rồi. Thì chọn thầy câu đẹp. Được chưa? Rồi. Câu B, became a coward. Đây các bạn, các biết ai chữ coward là gì không? Đúng rồi, nhút nhát nè. Hèn, là các bạn kẻ hèn. Coward, đó là coward các bạn ha. Cái đứa hèn. Rồi, câu C, got more and more courageous. Càng ngày càng gì đấy, courageous gì? Dũng cảm, rồi các bạn ôn lại thành một số từ dũng cảm nữa các bạn. Brave thì đơn giản rồi ha, là gì nữa? Đề thi một năm ra một từ, đó chính là từ bold. Được chưa? Đó rồi, hoặc là một từ này, intrepid. Từ này nó khá là khó. Được chưa? Intrepid, từ này thầy nghĩ thầy cũng ra đâu. Bởi vì đề thi năm nay nó vẫn ra dễ, từ vựng. Mà thích thì có thể nhớ cũng được. Rồi, cố gắng lên. Còn hai câu về này nữa. Câu 15, lên. I'm having a singing contest tomorrow. So nervous right now, honey. Rồi, mai nó câu gì đây? Ngày mai. Chọn gì em đó? Ngày mai tao có một cái cuộc thi ca hát. Lo lắng quá bà. Ngày mai nó câu gì đây? Mai nó câu gì đây em? Câu A, I don't feel like it là gì? Trước tại vì bạn, I don't feel like it là gì? Tôi không gì đấy. Mà tôi không có thèm, tôi không có muốn. Ví dụ như là gì? Tối nay xem phim đi mày. I don't feel like it. Được chưa bạn? Đó, tôi không thèm, tôi không muốn. Được chưa? Hay là gì? Một người yêu được. Em ơi, đi Dubai không anh Bang? Thôi, I don't feel like it. Được chưa bạn? Thôi, em muốn. Được chưa? Thôi. Câu B, you made it là gì? Chia sẻ đâu? Làm được chưa? Không làm được rồi. Có chọn không? Tào lao. Nó nhìn giống với các bạn, thầy nhắc các bạn một lần nữa. Làm từ từ. Các bạn đọc một câu 3 giây để các bạn chọn rồi. Đọc hết đáp án rồi phân tích kỹ đây. Được chưa? Các bạn làm rất là vội. Được chưa? Cho nên là ra phòng thi cái là gì? Thầy ơi em sai ngu đó vậy. Nha, không có đâu nha. Thầy nhắc lại rất nhiều lần rồi đó. Đọc từ từ cẩn thận. Thì câu này chốt chọn cái gì? Câu C. You've got it. Câu này dùng để làm gì đây? Cổ vũ người ta. Nó mang nghĩa là gì? Mày làm được mà. Được chưa? Đó. You can do it. I can do it. You can do it. You got it. Mà làm được mà. Rồi câu D. I doubt it. Là gì? Tôi nghi ngờ về điều đó là gì, mình có tin không? Tao không tin. Để chứ ví dụ như là gì? Ví dụ như là có thằng ví dụ như phòng thầy có chung trọ như là ba đứa đi. Có thằng kia nó rất là làm biếng, nó chẳng bao giờ dọn nhà hết trơn. Được chưa? Rồi nhưng mà cái thằng cùng phòng còn lại của thầy nói là gì? À ngày hôm nay cái thằng A nó tự chủ động, nó quét nhà, nó lau nhà, nó dọn cửa, nó dọn nhà cửa tùm lum tùm la. Thì thầy nói gì? Oh really? I doubt it. Là gì? Mình có tin không? Không tin. Được các bạn? Đó, nhớ thầy, I don't trình kiểu như mình không tin. Đồng nghĩa gì? I don't gì? I don't buy it. Được chưa? Đó, nhớ thầy ha. Rồi, tiếp tục số 10. Sao? Do you know how to start this engine? Là gì? Mày có biết bắt động? Khởi động cái động cơ, cái máy này không? Rồi, Sarah, nó câu gì? Beat me là gì? Đánh chết tôi đi. Đây, mày đó. Đoán đi, miss me là gì?
là gì? Là không biết thôi. Được chưa? Đó, okay. Hoặc là bó tay. Được chưa? Bạn biết cái này bởi vì cái này là gọi là từ lóng rồi cho nên phải là bó tay. Được chưa? Rồi có chết cũng biết nữa. Được chưa? Rồi, còn à, you don't say. Cái kiểu như là ủa vậy hả? Được chưa bạn? Oh, you don't say. Được chưa? Vậy đúng hả? Ủa phải vậy không? Cái này kiểu như là mình hỏi lại, mình confirm lại thôi. You don't say. Ủa vậy hả? Ủa phải vậy không? Rồi. Câu C good grief hồi trước thầy từng dạy các bạn rồi. Good grief là gì? Ai nhớ good grief. U là trời. Được chưa? Ủa thầy chưa dạy cũng rõ luôn hả? Good U là trời đó. Ừ, đúng rồi, thầy nhớ là thầy dạy lâu rồi á. Good grief là học kỳ 1. Đó chính là U là trời là kiểu như đối với trời mình sử dụng U là trời cái nào? Mình bất ngờ hoặc là gì nữa? Mình kiểu như là mình gọi là mình hoảng loạn vẫn có sử dụng được. Được chưa bạn? Đó thường bày tỏ cái sự bất ngờ. Được chưa? Đó, good grief. Hoặc là sốc cũng được. U là trời. Rồi, câu đề cheese sẽ dùng để làm gì đây? Vô mà là mấy quỷ này lắm. Đề thi hôm nay dùng mà gọi ăn nhậu quỷ này đâu nha. Cheese trong hợp này nó nghĩa là gì? Hoài luôn á trời. Nó mang nghĩa có hai tình huống. Nghĩa đầu tiên là gì? Đó chính là đó chính là chào tạm biệt đó các bạn. Cheese. Được chưa? Cheese. Hoặc là cảm ơn. Được chưa bạn? Cheese. Cảm ơn hoặc là chào tạm biệt. Cheers. Đó ví dụ như là mấy đứa bạn Anh của thầy, người Anh thường chia người Anh và người Úc hay dùng. Được chưa? Đó, ok thì kiểu như là nó chào tạm biệt đó, ok cheers. Được chưa? Đó. Rồi, ok ha. Rồi giúp thầy ủa số 4678 kìa. Chưa sửa lại con số này. Rồi, tìm lỗi sai toàn là từ vựng, bốn câu về từ vựng nha quý vị. Câu 46 chắc chắn làm được luôn. Gán làm nó dở lỡ đen đề thi sao? Chắc chắn làm được luôn, rất là dễ. Rồi nhìn vô cái biết sai chỗ nào luôn, rất là dễ. Có thể ra trong năm nay luôn. Coi gì mấy đứa, có. Ờ, chắc chắn rồi, extensive đổ lại thành gì? Đổ lại thành gì mấy đứa? Gia đình mở rộng là gì? Extend gì? Extended. Được chưa? Còn mấy đứa học là lớp 11 rồi. Extended, gia đình mở rộng, còn gọi là gia đình mở rộng là gia đình như nào? À, nhiều thế hệ, còn gia đình gọi là hạt nhân là gia đình như nào? Ờ, gọi chuyện kêu bố mẹ là con cái thôi. Được chưa? Đó, thì nhớ thầy extended family, không phải extensive. Extensive là gì? Extensive là gì các bạn? Thường nó nếu mà ra thì nó ra đối với cái trường hợp này. Còn trước thầy dạy các bạn đó chính là travel extensively chứ. Travel extensively. Vậy thôi á, vậy nhiều lần rồi. Đi gì đấy? Đi khắp. Được chứ? Ví dụ như là he has traveled extensively across Southeast Asia là gì? Anh ấy đã đi du lịch khắp gì đấy? Khắp Southeast Asia là ở đâu? Trời! Đông Nam Á. Được chứ? Đó thì các bạn nhớ travel extensively đó chính là đi rộng khắp. Được chứ? Đó, đi khắp. Đó, travel extensively. Rồi, hoặc là nó ra cái phần này nữa các bạn. Extent và extension. Đó, có thể ra cái phần này. Được chưa? Extend là gì các bạn? To the extent that là gì? Bây giờ thầy có to the extent that là gì? Ờ, đến cái mức mà. Được chưa? Đúng không các bạn? Đến cái mức mà. Còn extension là cái sự gì thôi? Sự mở rộng, sự kéo dài. Hoặc là đúng những bạn nữ á. Các bạn hay gọi gì? Extension nó gọi là gì? Sự mở rộng cái tóc của mình là gì? Làm gì? Đi đâu? Nối tóc. Hiểu không? Đó, ok ha. Thì nhớ này có thể ra trong hai quỹ này cho để ý với thầy luôn. Ok ha, extend là kiểu như là mức độ to the hết, to the extent that. Được chưa? Đó, hoặc là mức độ của gọi là cái damage. Được chưa? Đó, còn extension đó chính là cái sự mở rộng. Được chưa? Không có đứa được nghĩa bằng nữa là nối tắt đó. Rồi, thì con này khỏi không nói các bạn ha, tôi học của thầy luôn đi. From time to time là gì? À, đôi khi là tôi cảm thấy buồn bởi vì tôi không gì đấy. Sở hữu là có, tôi không sở hữu một cái gia đình mà lớn hoặc là mở rộng với gia đình kiểu như là có họ hàng này nọ với nhau. Được chưa? Và close knit family, gia đình và close knit các bạn nhớ thầy cầm close knit. Nó lớp 10 lớp 11 như mấy đứa có học rồi á. À không, đó chính là cái chương trình cũ có chữ close knit thì đề thi có thể ra. Gia đình mình như là đây. Gắn kết. Khăng gì ơ, khăng khít. Được chưa? Khăng khít nhớ là nha, close knit.
close knit family, gia đình mà khăng khít với nhau. Tích cực nha các bạn, khăng khít gắn bó, được chưa? Đoàn kết, khăng khít. Các bạn nhớ get together là gì các bạn? Quay quần cùng nhau, gặp gỡ nhau. Nhớ thầy nha, đây thì rất là dễ ra, get together. Được chưa? Thầy dạy các bạn là quay quần cùng nhau, gặp gỡ nhau. Đó, get together. Rồi, con số tiếp theo các bạn thấy trình độ sao như nào? Like a European, các bạn nhớ European thì các bạn, bởi vì đây là you. You là nguyên âm rồi, cho phải như là gì đây? Like a European. Ba lắm, trời ơi, chết. Thầy đọc là gì? Mà các bạn sẽ thấy lên, là các bạn thấy gì? Vinh Palace, đúng không? Được chưa? Đọc là gì? Palace, các bạn ha. Đó, là cái gì các bạn? Cái Vinh, được chưa? Nhưng mà khỏi biết từ này đi. Như là một cái, ngoài những Vinh nó còn cái gì thử mới đúng. Có dùng dinh thử không? Có đâu, thôi dịch dinh thử đi ha. Được chưa? Rồi, trông giống như là một cái dinh thự bên châu Âu, với cái view nó overlooking cái view như là đấy. Nó nhìn ra thì chết không? À, được chưa? Đúng. Thế nó nhìn ra từ Dazzling Nha Trang Bay. Được chưa? Chữ Dazzling Nha Trang Bay, biết Dazzling là gì không? Ok, đó. Được chưa? Mà mấy thấy mấy cái từ, các bạn nên nhớ là các bạn tìm những cái từ vựng nào mà nó gần gũi với các bạn mà tìm sai nha. Chứ cái từ mà nó hào nhoáng quá thì bỏ qua đi, kệ nó. Được chưa? Cho nên con B như thế nào? Bỏ qua đi, bởi vì giờ thi nó kỳ quá cho nên nó đúng á. Được chưa? Đó. Ủa, thật sự là như vậy, mấy đứa đề thi là kiểu như nó rất là gần gũi với mấy đứa. Những từ vựng rất là gần gũi, chứ những từ này từ khó rồi, nâng cao rồi. Được chưa? Đó, thì các bạn khỏi quan tâm. Thì Dazzling kiểu như các bạn thấy buổi tối là kiểu như là gì? Là các bạn từ Nha Trang, các bạn nhìn qua ở bên Vinpearl thì nó như nào? Sáng. Nó rất là sáng, là nhiều dịch sáng nữa. Nó như đâu? Nó lập. Trời ơi. Nó lập gì đó mấy đứa? Lộng lẫy. Được chưa? Đó, thì khỏi biết gì Dazzling đi. Được chưa? Rồi, thì kiểu như là cái gì? Thầy nhắc lại nha, như một cái dinh thự ở châu Âu với cái view nhìn ra, đó chính là cái vịnh Nha Trang, gọi là lộng lẫy. Vinpearl Nha Trang Conventional Center is a perfect place for private events, small or large. Được chưa? Trong trường hợp này sai chỗ nào? Phải là gì? Conventional đổ lại thành gì mới đó? Trung tâm. Đổ lại thành gì thôi? Convention thôi. Trung tâm gì mới đó? Trung tâm. Trung tâm truyền thống. Hello. Convention là gì? Trung tâm gì? Cái nơi này người ta tổ chức những sự kiện gọi là trung tâm gì? Thương mại. Tổ chức những cái sự kiện gọi là hội thảo này nọ, gọi là họp hành này nọ, nó gọi là trung tâm gì? Hội nghị. Trời ơi, hội thảo chết quá. Bây giờ mấy đứa nghe trung tâm hội thảo quá lố. Trung tâm hội nghị thì convention là hội nghị, còn tính từ conventional là gì? Không liên quan gì hội nghị á, nó là gì? Thường lệ truyền thống, đúng không bạn? Đó, nó đồng nghĩa, nó conventional đồng nghĩa với gì? Normal, traditional, ordinary, common, typical. Hiểu không? Đó, nhớ này. Rồi, private đã khỏi nói rồi ha. Câu số 4 bây giờ tiếp tục nè. Câu này cũng rất là nhẹ, mấy đứa ráng làm nữa. Ezra has been showing its careful side. Cái này his được cái is các bạn. Sửa thành chữ his này. Anh ấy là Asda đã như đây, đã cho thấy cái xa là gì? Cái xa là cái phía, cái cạnh hả? Cái mặt, cái khía cạnh cẩn thận, cái mặt cẩn thận của anh ấy bằng cái việc đó chính là gì đây? Give away, trao tặng đi những cái món quà cho người gì đây? Vô gia cư, ở đâu đây? In the back of beyond vậy chúng ta là gì? Những nơi xẻo lánh xa xôi. Được chưa? This week. Được chưa? Tuần này thì rõ ràng nó sai chỗ nào? Thì ông này thì cái đứa này nó như thế nào các bạn? Cái khía cạnh nó như nào đây? Nó phải như nào đấy? Nó cho người nghèo mà, cho nên phải như nào cẩn thận hả? Nó phải gì? Careful đổ là thành gì? Đúng rồi, caring thôi. Chứ careful là gì? Caring là gì mới đó? Là gì? Yêu thương hoặc là gọi là tử tế, tốt bụng. Được chứ? Đó, hoặc đồng nghĩa với consider là ân cần, chú đáo. Được chứ các bạn? Cũng careful là care, nó đều bắt nguồn từ danh từ care. Được chứ các bạn? Đó, thì careful là cẩn thận. Còn caring đó chính là quan tâm. Được chứ? Hoặc là tốt bụng. Được chứ các bạn? Đó, đề thi ra đơn giản vậy thôi. Rồi, tìm lỗi sai cuối cùng. Làm được luôn. It is not adversary to let young children out at night, and they should always be supervised
whenever possible. Thì nhìn vô các bạn loại bỏ hai câu gì đúng không thầy? Loại bỏ câu gì trước nè? Should be all supervised. Trước giờ thầy dạy bạn supervise là gì? Giám sát. Thì tụi nó phải nên được giám sát đúng không? Gì đâu sao? Như là ông thầy nói là động từ thì thường là đúng. Được chưa? Thì câu B với câu C thì chắc chắn là nó đúng rồi. Thì nó có giữa gọi là câu A với là câu D thì cấm những câu gì thôi. Thì adversary đó là thành gì? Adversable quá dễ rồi. Được chưa? Thì adversary thì các bạn khỏi biết. Được chưa? Thì nhớ này, cứ đề thi mà lỡ mà trúng câu này thì đổi adversary thành adversable. Được chưa bạn? Đó. Nói gì đây đây? Adversable là gì? Nó khuyến cáo. Đúng không bạn? Được chưa? Hoặc là nó khuyên nhủ. Được chưa? Đó hoặc là nó là một cái a good idea. Được chưa? Adversable thành. Rồi, làm thầy ba câu tìm gọi là ba câu gọi là gì ta? Không đổi nghĩa. Cái này là gì vậy? Lịch đó hả? Bộ không nhớ lịch hay sao mà cũng lúc ta thấy nhiều bạn nha, để lịch cái gì cũng để trước mặt á. Ủa để làm gì? Để coi. Không phải để hết trời. No. Cái vụ này mấy đứa lịch thi thì không bao giờ mấy đứa lỡ được mới đó. Cho nên thầy mắc cười là vậy. Quẩn tiền ha. Cái này gọi là phát cầm lờ. Quê. Rồi con số 5. I will never stop collecting. Tôi sẽ không dừng cái việc ở đây phàn nàn. Unless gì? Trừ khi nếu bạn không, các bạn biết unless thì cứ như để cho cái đầu óc mình gọi là nó thông thái chút xíu, được chưa? Đó thì các bạn chỉ dùng cái unless đồng nghĩa với if not. Nếu mà không, được chưa bạn? Đó là gì? Tôi sẽ không dừng phàn nàn lại. Nếu mà mày không gì đây? Sẵn lòng. Calm and collected là gì? Hiểu nó ra là gì? Bình tĩnh lại, nhớ thầy cầm calm and collected. Được chưa? Collected này là một cái idiom rồi đó. Calm and collected. Đó chính là giữ lại bình tĩnh, lấy lại bình tĩnh. Được chưa? Đây. Tao sẽ không bớt cái vụ đó chính là phàn nàn. Nếu mà mày không sẵn lòng và là bình tĩnh trở lại và sort out everything without threat là gì? Và sort out là gì? Xử lý. Được chưa? Đó, kiểu như là xử lý mọi thứ mà không theo dõi. Được chưa bạn? Đó, thì câu này bài này tiêu cực bạn ha. Thầy nói lại các bạn ha. Rồi tôi sẽ không dừng cái việc phàn nàn. Nếu mà mày không kiểu như là bình tĩnh lại. Hiểu nó là như vậy thôi. Còn vế sau thì khỏi quan tâm nữa. Được chưa? Đó. Nếu mà mày không bình tĩnh lại thì tao sẽ không dừng cái việc phàn nàn. Thì con này chọn gì? Các bạn phải coi thì các bạn đây đều là hiện tại tương lai. Được chưa? Đây là câu điều kiện là mấy đấy? Câu điều gọi là 1. Có anh lấy là câu điều gọi là 1 thì có biết độ là câu điều gọi là 2, câu điều gọi là 3 không? Không. Đã là câu điều gọi là 1 thì không thể biết độ 2 của ý kia nữa. Cho nên chắc chắn là loại bỏ những cái nào mà câu điều gọi là 2, câu điều gọi là 3 liền ngay lập tức. Được chưa? Đó. Thì cái nào mà quá khứ loại bỏ liền. Được chưa? Đó, cái nào quá khứ là loại bỏ liền thôi. Thì trong cái trường hợp này cái nào quá khứ hay là đều là hiện tại tương lai hết? Quá khứ đều là không có nào quá khứ hết thì mình coi kỹ. Câu A là gì? Nếu mà mày cứ gọi là bình tĩnh và kiểu như là giải quyết mọi thứ mà không đe dọa thì tao sẽ dừng. Thì chọn không ạ? Thì tao sẽ dừng cái việc complain. Nếu mày cứ giữ cái sự bình tĩnh. Không, tào lao. Được chưa? Cái đúng là gì? Nếu mà mày bình tĩnh thì nó đúng. Được chưa bạn? Đó, ok. Rồi, tiếp tục câu B. In no way là gì? Không đời nào. Tôi sẽ không bao giờ dừng cái việc complain là chết quốc rồi. Được chưa bạn? Đó, ok. Nhưng mà các bạn cứ nhớ là cũng có gọi đạo ngữ với no way, in no way các bạn ha. Đạo ngữ với trước. Được chưa? Đó, ok. Ví dụ như là gì? Rồi, in no way, do I love him? Là không đời nào tôi yêu anh ấy. Được chưa bạn? Rồi, câu C. Only if là gì? Chỉ khi mà mày sẵn lòng, đó chính là ở bình tĩnh. Được chưa? Mà không đe dọa gì đó. Will I stop complaining? Thì tao sẽ gọi đó chính là dừng cái việc complain. Ổn không? Nhưng quan trọng là nó đạo ngữ trước hay sau á. Thì cứ đọc tiếp cái rule cuối cùng các bạn ha. Little are you willing to come là gì? Little là tào lao rồi. Được chưa bạn? Đó các bạn nhớ học thầy đạo ngữ với little các bạn ha. Ví dụ little do you know là gì? Little do I know là gì? Tôi như đấy. Tôi không nhận ra. Các bạn little do I know, little do I realize là tôi không biết, tôi không nhận ra. Được chưa? Đó, ok. Thì câu đề của nó có thể là gì? I don't know, I have no idea, I have no clue,
I have no clue. Được chưa mấy đứa? Đó, ok ha. Rồi thì trong câu hỏi các bạn dùng đạo ngữ only if, đạo ngữ với sau thật. Được chưa? Đó, only if. Sau only if thì nó sẽ là chủ ngữ còn động từ. Nó y chang như cái gì các bạn? Only gì? Only if sẽ giống như only gì? Only after chết em. Xong chỉ sau khi là tùm lum rồi. Only by. Nhưng mà sau only by thì như nào? Cộng gì mấy đứa? Only by thì cộng verb gì nào? Gì đấy? Phức yến. Đạo ngữ thì chắc chắn verb ngay đây thì chắc chắn đạo ngữ với sau rồi. Được chưa? Đó. Rồi, có thể đề thi năm nay có ra đạo ngữ với only. Năm yêu o cho con tiếp theo. Câu này thì các bạn làm được. The principal didn't have any expertise in leadership. Thầy dạy các bạn là expertise là gì? Anh nhớ expertise. Kỹ năng hoặc là chuyên môn. Được chưa? Các gia nội gì đây? Hiệu trưởng không có bất kỳ kỹ năng nào. Không có bất kỳ kỹ năng gì các bạn? Lãnh đạo. Được chưa? Không có nha. Tiếp tục. Ông ấy cũng gì đây? As well. Thì các bạn thấy gì as well nhớ? Là gì? Cũng hoặc là gì đồng nghĩa. Ôi sao ơi, ông ấy cũng gì đây? Ông ấy cũng không giỏi về nói chuyện trước công chúng. Được chưa các bạn? Đó, ok. Thì trong cái trường hợp này các bạn thấy rõ ràng hai vế như nào rồi? Hai vế như nào? Nó không. Được chứ? Thì nếu mà không không hai vế thì dùng cái cấu trúc gì? Khẳng định hả? Neither nor. Đúng không? Cái hai cái không không rồi mà phủ định nha các bạn. Hai cái phủ định thì kiểu như là không không thì chắc chắn là bạn phải dùng neither nor. Được chứ? Mà kiểu như là hai cái mà nó khẳng định mà nó bổ sung ý với nhau thì nó sử dụng gì? Không. Ví dụ như đúng rồi, nó only for an số. Hiểu không? Mà nó only for an số thì một năm đã ra rồi thì năm nay có thể ra neither nor. Được chưa bạn? Đó, ok. Rồi, thì trong trường hợp này các bạn nhớ nó only for an số là dùng trong khẳng định nha. Còn gọi là phủ định thì sẽ dùng neither nor. Thì trong trường hợp mình chỉ có nào neither nor thôi. Ủa nhưng mà cũng có đọc kỹ đi trời. Đúng không? Rồi câu A. Were we nhưng mà sorry. Câu A, không những mà còn là tào lao rồi. Câu B, neither did the principal have expertise. Được chưa? Đó, các bạn nhớ đạo ngữ với neither nor là gì? Hai vế nó đều đạo ngữ luôn. Nhớ hai. Hai vế đạo ngữ với neither nor. Được chưa? Đó. Thì rõ ràng này didn't have. Các bạn nhớ đã có neither còn not nữa không? Đã có neither còn not với no nữa không? Không. Nhớ là đã có neither, không có not và no nữa. Bởi vì neither trong cái không nó nằm trong đó luôn rồi. Được chưa? Đó. Rõ ràng phía sau đâu còn not nữa đó thì đúng. Được chưa? Rồi, cái người hiệu trưởng là không những kiểu như là không có chuyên môn lãnh đạo mà ông ấy còn sất kẹt đây các bạn. Sất là động từ á. Trong trường này người ta dùng chữ kích ẹt nữa, người ta dùng mềm gì đây? Ồ, chết rồi. Thầy nhầm, xin lỗi. Xong rồi, sửa lại. Thầy bị nhầm. Bởi vì sất kẹt nó đã gọi là bị động rồi, nó đã gọi là phủ định rồi. Thầy sửa lại thầy. Sửa lại với sau thầy nha, đó chính là gì? Nor was he good at. Sửa lại thầy. Ừ, sất kẹt nó đã gọi là tiêu cực rồi. Thầy nhầm á. Nhưng mà các bạn cũng nhớ thầy sất kẹt xong thì nó giống như là gì? Tệ thôi, dở thôi. Được chưa? Sửa lại thầy. Thầy cái bài này thầy soạn lúc 2 giờ sáng thôi đó, cho nên đầu óc không có tỉnh táo nữa. Kiểu như 2 giờ sáng kiểu như là it clouds my judgment là gì? Là luôn mờ tâm trí thì kiểu như là không còn tỉnh táo được nữa, không còn suy nghĩ hoặc là thấu đáo được nữa. Được chưa? Rồi, câu C là gì các bạn? Terrible S thì là gì? Hai vế như nào đây? Terrible S cộng tính từ là gì? Terrible S cộng chủ ngữ không có đạo ngữ to be lên. Được chưa? Thì đó là gì? S though. Cấu trúc gì đấy? Đạo ngữ với S though gọi là nó liên quan về vấn đề gì? Nguyên nhân kết quả hay gọi là đạo trái ngược? Trái ngược. Đúng không bạn? Đó, mặc cho cái gì đó. Đúng không ạ? Thì cái này, hai vế này nó không có trái ngược nhau thì không chọn. Rồi, câu D là dùng câu điều kiện loại 3 nè. Nếu mà cái cha nội hiệu trưởng mà thôi không, nó đã chọn là khỏi chọn gì đó, mệt quá. Rồi, câu tiếp theo. Đúng không? Mệt. Tốt thời gian. We weren't told that là gì? Chúng tôi không được thông báo rằng chúng tôi sẽ phải chúng tôi chờ. Đó thấy không? Kiểu như là đó nó không còn gọi là nguyên vẹn nữa, cho nên câu này bị trốt lốt rồi. Thảo không bỏ đâu, câu này quan trọng á. Để thầy suy nghĩ lại coi. Mấy đứa này.
Rồi sửa lại thầy. Bỏ chữ need to thêm cho thầy chữ not. Bỏ chữ need to và thêm thầy chữ not. Thế phải thương thầy chứ. Thương mới bỏ hả? Ủa lỡ ra trong bàn đề thi ra sao? Thôi chết mới đó. Câu này là gì? Chúng tôi không được thông báo rằng là chúng tôi không được gì đấy. Dắt con chúng tôi tới buổi tiệc. Đưa gì thấy gớm vậy? Được chưa? Đó thầy nói lại nha, chúng tôi không được thông báo rằng là chúng tôi không được dắt con tới buổi tiệc. Thì câu này các bạn hiểu nó là gì? Cái tình huống đó là như nào? Ở trong quá khứ tình huống nó như nào? Là chúng mình kiểu như là vợ chồng thầy kiểu như là tới một cái buổi tiệc nào đó mà vợ chồng thầy lỡ gì như nào đấy? Giữ cái lỡ dắt con theo. Được chưa? Lúc đó thì gọi là vợ lẽ ra kiểu như là người ta báo là không được dắt con nhưng mà ai báo thầy đâu. Được chưa? Đó, ok, thì trong trường hợp này thầy nhắc lại nha. Chúng tôi không được thông báo rằng là chúng tôi không được dắt con theo. Được chưa? Thì trong câu trường này chọn cái gì? Câu A phân tích nha. Ngày qua thầy dạy bạn, đạo ngữ với con điện là máy đây. Word đạo ngữ con điện là máy. Là hai, nhưng mà cái việc này đã xảy, các bạn phải xác định cho thầy. Nó đang câu đề đang thì gì rồi? Quá khứ thì nếu mà gọi là dùng con điện phải con điện là máy. Là ba thì câu A như nào? Bỏ liền ngay lập tức. Được chưa? Phân tích kỹ thầy. Câu B. At no time were we told that we would need to take our kids to the party. Được chưa? Đó thì trong trường hợp này là như bạn. Các bạn cũng sửa lại thầy nha. Cũng sửa lại thầy có chữ thôi câu này thầy nói nhanh gọn luôn nha các bạn ha. Bởi vì nó bị tùm lum tùm phèo rồi. Được chưa? Thì câu này sẽ chọn theo thầy đó chính là câu A. At no time. Ok. Thôi câu này kiểu như các bạn khỏi còn quan tâm mấy câu còn lại, viết cho thầy câu này luôn bởi vì nó bị sai về từ vựng rồi. At no time ấy, các bạn đàm mới cái trang như từ giữa bạn. Never. Được chưa? Đó, ok, không bao giờ, chưa bao giờ. Nhớ nha, at no time đàm mới cái trang như này. Thì đàm mới là gì? At no time. Đã có no ngay đây rồi, viết sau còn not nữa không? Không. Thì câu này gì? Chúng tôi không được thông báo rằng đàm mới là nha, at no time were we told. Đó. Được chưa? Rồi chấm 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 là được rồi. Được chưa bạn? Đó, never cũng chỉ trang chứ. Được chưa? Ủa gì nữa? Thì cái này bị bởi vì cái trường hợp này của told sao có bởi vì cái này bị động, bị sự thông báo mà, hiểu không? Thì at no time đồng nghĩa như là never. Cái này là chưa được các bạn ha, cái này là chưa được. Được chưa? Cái này chưa nha. Còn never nó cũng mang nghĩa khác là gì? Không còn chưa nữa. Đó chính là không bao giờ. Nó sẽ đồng nghĩa với gì? Not once. Không có một lần nào. Được chưa bạn? Đó, đạo ngữ luôn, y chang. At no time, never. Trong trường hợp never này chưa nha. Còn never này là không bao giờ. Không bao giờ là không một lần nào. Được chưa? Thường cái này sẽ dùng đối với trường hợp hiện tại đơn. Được chưa? Có thể năng này ra nữa. Rồi, ôn lại thầy. Not for nothing. Not for nothing. Ai nhớ ngày qua thầy dạy là gì đạo ngữ với nó? Not for nothing, đạo ngữ với sao? Được chưa? À thầy xin lỗi, not for nothing đạo ngữ với trước chứ thầy nhỉ? Không gì đấy, à phải không? Đồng nghĩa gì ai nhớ? Đó, quên tao sạch bát, lỡ nghe tuần lỡ lỡ tuần sau nó ra sao trời? Không phải bất cứ gì đâu ra trời, not for nothing là nó có ở đây, có lý do chính đáng. Đúng không? Ngày qua thầy dạy bạn có lý do chính đáng là năm 2008 được xem là năm khủng hoảng, đúng không? Có lý do chính đáng, nhưng mà nói như vậy các bạn vẫn chưa hiểu được. Not for nothing, tiếng Việt mình dịch là gì? Ai biết được là giỏi. Không phải mà khơi khơi. Chứ chưa gì mấy đứa chưa nghe là không phải khơi khơi mà kiểu như ta được xem là người đẹp trai nhất thế giới. Các bạn kiểu như không phải khơi khơi có bị nghe không? Chưa nghe luôn hả? Không phải khơi không hay là không phải không không? Không phải tự nhiên nhưng mà thầy trước giờ thầy dùng không phải khơi khơi là bình thường mà trước giờ chưa nghe khơi khơi hả? Dở chơi là thầy dùng ngoài luôn á, không phải khơi khơi có dùng mà đúng không? Hoặc là không phải gì, không phải tự nhiên thì chứ không phải tự nhiên là gì, nó có lý do chính đáng đúng không? Đó, ok, thì các bạn thầy dịch là gì? Không phải tự nhiên, được chưa? Không phải khơi khơi, đó, được chưa? Thì cái này là gì? Một ngày qua thầy nói là gì? Có lý do chính đáng tại sao năm 2008 được xem là năm gọi là khủng hoảng. Thì có gì là gì? Không phải tự nhiên mà năm 2008 được gọi là năm khủng hoảng.
Được chưa? Đó. Rồi mấy đứa giờ giúp thầy cái bài đục lỗ này đi. Mấy đứa bài đục lỗ nó dễ lắm, mấy đứa yên tâm. Bởi vì tối hôm qua thầy không có thời gian thầy soạn bài đọc cho nên là đục lỗ nó nhanh gọn nhất. Thầy mấy mấy đứa nên biết là một lần mà thầy soạn một bài đọc là tốn 1 tiếng đồng hồ. Có khi hơn nữa. Quay ôm bạn ấy. Lấy mở tiền. Thằng chim có bồ phải. Bồ có bồ chưa? Đó. Bạn không? Ơ lộn gì? Chị bạn không? Chịu. Rồi vô. Rồi ngày hôm nay cái bài đọc này khá là hay các bạn ha. Video games and life skills. Trước giờ các bạn cứ thấy là video game chơi điện tử thì chắc chắn là nghe cái là ba mẹ không cho mình chơi rồi. Nhưng mà thực tế thì các bạn đọc vô cái tiêu đề thì nó kiểu như có khuyến khích mình chơi game không? Có. Vậy chứ bởi vì sao? Nếu mà chơi game thì gì nó chạy cho mình gì? Những cái kỹ năng sống. Được chứ? Có chứ các bạn. Bởi vì các bạn chưa biết kỹ đó. Được chứ các bạn? Rồi vô đọc thử ha. Does that sound familiar? Các bạn nhớ thầy cái bài đọc này có khả năng ra cho nên coi kỹ tiêu đề. Được chứ? Nếu mà trúng cái là chọn tiêu đề nhanh gọn. Được chưa? Rồi video games and life skills. Vô nè. Does that sound familiar? Nghe gì đấy? Nghe có quen thuộc hay không? Nghe mày chuẩn bị nó nói gì đây? Mày có nghe quen quen hay không? Some parents là một số phụ huynh là vẫn tin rằng cái việc chơi game điện tử thì nó gì đây? Nó xấu là như thầy vừa mới nói luôn đúng không ạ? Rồi. Tuy nhiên, trong một cái nghiên cứu nữa, cuộc gì đây? Cuộc khảo sát gần đây. Over là gì? Hơn 80% người. Question là gì? Đó. Được hỏi. Tại sao có tôi? Rút gọn mình đế. Được chưa? Là hơn 80% người được hỏi đồng ý rằng là một số trò chơi có thể giúp thanh thiếu niên develop life skills. Được chưa? Phát triển gì đây? Những cái kỹ năng sống gì đây? Quá dễ. A, B, C, D. A, B. Valuable là gì mấy đó? Có giá trị. Được chưa? Ổn không? Những cái gọi là kỹ năng sống giá trị. Ổn không? Giá trị quý giá, quý báu, ổn không? Ổn nhất luôn, gì nữa trời. Được chưa? Rồi câu A, câu B, word cái gì? Danh từ của thầy bạn là gì? Giá trị, nhưng nó là danh từ. Danh từ của nó là giá trị, còn tính từ của nó là gì? It's worth, it's not worth, taking your risk là gì? Đáng. Được chưa? Cái này không được dùng chữ worth các bạn. Được chưa? Đó, phải nếu mà worth, phải là worthwhile. Worthwhile các bạn ha. Chữ why trong khi á. Được chưa? Đó. Rồi câu C, intensive, hay nhớ intensive gì? Intensive class gì? Một lớp học gì? Rồi nâng cao mở rộng, nhớ ta nhá. Đó, ok. Rồi, nâng cao mở rộng ha. Rồi các bạn nhớ đề thi có thể ra tìm lỗi sai với intensive. Và từ gì mới đứa ai đó được? In gì? Intense. Em tính từ mà. Intense. Hiểu không? Được chưa? Cái này khỏi nói rồi ha. Mở rộng, nâng cao. Được chưa? Bổ sung thêm đó các bạn. Còn intense là gì? Tiêu cực là gì? Cao độ, dữ dội. Hiểu không? Cho nên các bạn cố gắng coi kỹ này. Đối với thời tiết á, thời tiết mà nó dữ dội thì chọn gì? A trên dưới. Dưới mà kiểu như cái bài đọc và cái bài tìm lỗi sai mà kiểu như đang về thời tiết
mà phải dùng intent ra chữ intensive và sao. Hiểu chưa? Để ý này. Rồi. Câu D overwhelming là gì các bạn? Nó choáng ngợp, đúng không? Đó. Rồi thì con này chọn thành con A ha. Thì bài này rõ ràng người ta nói rồi, nó đang tích cực các bạn ha, video games. Rồi everyday, hàng ngày, và để ý thêm một cái nữa, đó chính là everyday, đó chính là trạng ngữ. Được chưa? Còn everyday nó chính điền là gì? Tính từ. Được chưa bạn? Đó, nó chính điền tính từ, nó đồng nghĩa tí xem từ gì? Daily. Được chưa? Daily điều daily routine. Được chưa? Đó, nó phải chính điền nha. Còn everyday sẽ đứng đâu? Đứng cuối cùng. Tắt ra mới là mỗi ngày. Được chưa bạn? Đó. Rồi. Mỗi ngày là chúng ta phải đối mặt những cái thách thức ở trường, ở công việc, ở công ty và gì các bạn, những gì đây, our personal life và gì, cái cuộc sống cá nhân của chúng ta. Rồi chúng ta còn phải phát triển những kỹ năng để gì đây, giải quyết chúng, giải quyết những gì challenges. Được chưa? Nói bài này mới ra thì gọi là nó sẽ gặp trên YouTube rồi, tìm các bạn, bắt các bạn tìm YouTube đang nói bây giờ là challenges á. Được chưa? Rồi chúng ta còn phải có những kỹ năng để giải quyết chúng là những cái thách thức đó. Computer skills, những kỹ năng về máy tính are vital for most activities. Thì nói như đấy, vital, nó quan trọng cho hầu hết những hoạt động mà chúng ta thực hiện trong đời sống hàng ngày. Được chưa? Cũng như là gì đấy, giúp bạn học. Được chưa? Thì rõ ràng hai phép nó tiêu cực không? Không, chắc chắn rồi. Thì các bạn coi là nó thêm vào ý nghĩa, thêm ví dụ hay là như thế nào đó, hay là mặc thay vì đó. Để chắc chắn là gì? Chọn cái gì mới đó? Hơn nữa hả? Các bạn coi kỹ nha. Mỗi ngày là chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức ở trường. Được chưa? Và chúng ta cần những cái kỹ năng để giúp nó. Người ta nói thêm, kỹ năng máy tính thì nó quan trọng. Là nó như thế nào đây? Các bạn chọn gì? Hơn nữa. Ủa phía trước đó còn gọi là những cái kỹ năng về máy tính hay kỹ năng về gọi là sáng tạo gì không? Đâu có nói gì đâu, có là phải chọn gì? Ví dụ chứ. Đúng không? Người ta kêu ví dụ về máy tính nè. Đó, coi kỹ thôi. Cho nên một lần nữa, những câu này các bạn đừng đọc trong 3 giây, các bạn chọn đọc kỹ thì nó kỹ. Được chưa? Ra chọn thầy đó chính là câu B. For example, kỹ năng máy tính. Ví dụ kỹ năng máy tính thì nó quan trọng là nó kiểu ha. Rồi. When we were young, khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta có khả năng gì đây? Learn basic social skills, thì chúng ta có kỹ năng, có khả năng là học hỏi được những kỹ năng về xã hội cơ bản. Được chưa? Nhưng mà nó lại có ở đây kỹ năng quan trọng gì đó mà có thể như nào đây, challenging hơn là gì, nó khó khăn hơn. Thì đối với trường này sử dụng đơn giản cái câu số 3 chọn như các bạn, một cái skill rồi quá dễ rồi, other skill, những kỹ năng khác thôi. Được chưa? Khi mà chúng ta còn nhỏ đó thì chúng ta có khả năng là học những cái kỹ năng xã hội cơ bản, nhưng mà là có những cái kỹ năng quan trọng khác mà nó khó hơn. Để như đây quá dễ xíu, clone a coin track convey quá dễ luôn, chọn thầy có kỹ năng thì đi, luôn đi theo động từ gì? Acquire. Được chưa? Đạt được thôi. Được chưa? Clone là gì? Hai biết. Clone thì biết rồi đúng không? Là gì? Acclone là gì trời? Đặc phụ là như nào? Là nó đồng nghĩa từ gì? Đồng nghĩa từ gì? Nó nhân bản thôi. Được chưa? Nhân bản thì dùng từ gì mới được? Ai biết nhân bản là gì? Thầy dạy mấy đứa chữ duplicate chưa? Dạy đúng không? Thầy nhớ có dạy một lần đối với cái trường hợp mà thầy có nói, chắc chắn dạy rồi, bởi vì thầy có nói các bạn đó chính là gì? Cái bạn hình ảnh đó, cái bạn gì đấy? Sao bản? Cái gì? Sao gì? Sao bản gì? Không phải bản sao? Phải sao bản không? Sao bản là động từ đúng không mấy đứa? Sao bản ổn không ta? Ở nhân bản. Đúng không? Đó, ok. Sao bản là gì mà kia? Nói xong không biết là nói tiếng gì đúng không trời? Bị rối hiểu không? Duplicate. Còn đồng nghĩa từ gì bạn? Multi gì? Multi bộ. Multiple là nhân đó, là nó nhân bản đúng không? Multiple biết sao? Đây. Rồi, multiple. Lộn. Multiply chứ động từ chứ đúng không nữa. Còn multiple là gì? Nhiều, đúng không? Đó. Thiếu ngủ. Rồi, acquire các bạn ha, quá dễ rồi. Track động từ là gì mới đó? Track động từ là gì? Track động từ theo dõi đúng không? Convey là gì? Truyền tải. Được chưa? Rồi vô lẹ. Nhưng mà có những cái kỹ năng khó khác để kiểu như là mình đạt được. Surprisingly, ngạc nhiên thay, thì gọi là game trò chơi điện tử thì nó có thể đồng thời đôi khi nó cũng giúp mình gì đây? Có giúp mình help us to gì đó this.
Nè chưa? Đó, một động từ nữa. Ủa? Có số 4 đâu? Có số 5 đâu? Có 5 phía dưới. Oh my god. Thiếu á. Đỡ lại xíu. Mấy đứa đành tiếp này coi. Nếu đi coi đó thì đỡ không tiêu được. Ta nói đừng có soạn bài lúc gọi là 3 giờ sáng. Để coi động từ đó là gì đây. Ở đâu biết rồi. Oh my god. Rồi. Ủa nó có mà thầy nhớ thầy có soạn hả? Có con nào gì mà con nào phía dưới rồi. Rồi con này các bạn chọn này đó chính là cái từ master. Được chưa? Master là gì? Được chưa? Đó chính là mình làm chủ hả? Mình giỏi thôi mà mình là thành gì mấy đứa? Thành thục. Được chưa? Đó. Thành thạo. Thành thạo những cái này là những cái gì các bạn? Những cái gì? Những kỹ năng, skill. Được chưa bạn? Đó, ok. Người ta nói là người ta bắt đầu mỗi bà là gì? Là chúng ta gặp rất nhiều thử thách, thách thức. Được chưa? Đó, rồi sau đó là kiểu như là gì? Là chúng ta còn phải phát triển những kỹ năng này để xử lý với chú. Ví dụ như là kỹ năng gọi là về máy tính. Được chưa? Rồi sau đó là kiểu như là gì đây? Thì cũng kiểu như là cái việc chơi game thì cũng có đồng thời. Đôi khi cũng giúp mình những kỹ năng đó. Được chưa? Đó là do mình chưa biết thôi. Rồi tiếp tục. For example, ví dụ là có nhiều những trò chơi điện tử mà, được chưa? Thì trò chơi thì không thể nào là vật người được, cho nên người ta dùng trò mình nên quan hệ which mà có thể giúp chúng ta ở đây phát triển những kỹ năng xử lý vấn đề, khỏi nói rồi ha. Rồi một số game đồng thời cũng gì đây, giúp phát triển cái sự gì đấy, kiên nhẫn và nhẫn nại, được chưa? Đó. Bằng cái việc ở đây tiếp tục by continuing to increase the level of difficulty là gì? Bằng cái việc gì đấy, mình chơi đầu tiên mình dễ rồi sau đó gì đấy, mình dần dần mình tăng độ khó lên là nó đang nói về gì? Cái tính kiên trì nhẫn lại, được chứ? Đó rõ ràng rồi, kiểu như mình phải gọi là kiên trì thì mình kiểu như là mình nâng cái cấp độ khó của nó lên chứ. Đấy, các bạn nhớ level of difficulty nha. Rồi là they constantly, đây là gì? Đây là gì các bạn? Đây là skill hay là games? Games, được chưa? Là những cái trò chơi này là constantly là gì? Là gì các bạn? Nó liên tục là nó đặt gì đây? Nó đặt trước ngày vật là trở ngại. Được chưa bạn? Đó là nó liên tục đặt cái như gọi là trở ngại trong cái con đường mà cho đến khi mà... Ủa cái này không phải là game các bạn, cái này là gì? Để ta coi cái này là game hay là skills nè. They constantly place obstacles in your path until you reach the solution. Đó, cái này game rồi đó. Là chúng thường xuyên ở đây là nó có những cái trở ngại trong cái con đường, được chưa? Con đường của bạn cho đến khi mà bạn như ra đấy, bạn ra cái giải pháp, được chưa bạn? Đó, ok ha. Rồi thì cái này là game đúng rồi các bạn, bởi vì rõ ràng chơi game thì chắc chắn là gì, càng ngày càng khó mà, được chưa? Thì chắc chắn là càng ngày nó cho mình nhiều trở ngại để kiểu như làm sao mình cố gắng để mình đạt được cái giải pháp, được chưa? Rồi tiếp tục. As a result, kết quả khi mà chơi game đó chính là gì? Là người chơi có thể phát triển cái gì đây? Câu số 5. Từ loại. Chắc chắn là sau động từ phải là gì rồi? Chọn hai câu. B. Câu gì lộn, câu A. Confident, cái sự tự tin, phát triển sự tự tin thôi. Được chưa? Động từ sau đó là danh từ, được chưa bạn? Hoặc là trạng từ mà nó luôn không thể trạng từ được. Không thể phát triển một cách tự tin được. Rồi câu C, confidential là gì? Thằng này chọn C, D. Confidential là gì mới đó? À, bảo mật, nhớ thầy nhà đề thi có thể ra tìm lỗi sai confidential và confident. Rồi, nó khi mà mình chơi game thì người chơi có thể phát triển, đó chính là cái sự tự tin. As being able to overcome the obstacles. Là gì các bạn? Khi gì đây? Bởi vì gì đây? Khi mà mình có khả năng gì đây các bạn? Vượt qua những cái chướng ngại vật, vượt qua những trở ngại, những khó khăn mà nó mà bạn gặp phải. Được chưa? Thì nó lại cho bạn như đây, nó cho bạn a real sense of, sense là gì? Không phải là cảm giác, không phải là giác quan nữa, là gì? Cảm giác. Được chưa? Một khi mà kiểu như mình vượt qua chứ mà mình có cảm giác như đấy. Mình có cảm giác gì các bạn? A real sense of screen time. Được chưa? Cái cảm giác kiểu như là mình đạt được cái thứ gì đó thì nó có thể gì các bạn? You from the achievement. Quan trọng có chữ from nè, thì chọn cái động từ đi theo cái from.
A, B, C, D. Câu này chọn thì các bạn có A. Ai? Abandon là gì? Bỏ rồi. Được chưa? Câu B, isolate. Là bị gì đấy? Làm gì đấy? Làm cách ly hoặc gì? Cô gì? Cô lắp. Được chưa? Câu C, shelter là gì? Danh từ là gì? Nơi trú ngủ. Được chưa? Nơi cô gọi là nơi cư trú. Được chưa? Hoặc là một cái gì các bạn? Ví dụ trời mưa các bạn có một cái gì nơi trú mưa. Được chưa? Rồi. Hoặc là gọi là cái nơi kiểu như là người nghèo. Đối với cái trường hợp mà chiến tranh ở Ukraine đi. Được chưa? Thì gọi là những cái người dân Ukraine đi sang nước, những nước châu Âu khác thì họ sẽ có một cái nơi shelter đó gọi là gì? Nơi trú ẩn. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Rồi. Câu D, hinder. Động từ hinder này các bạn. Cản trở, can thiệp. Thì trong trường hợp này thầy sẽ chọn đó chính là câu là câu B. Được các bạn, isolate you from the achievement. Được chưa? Đó chính là cô lập mình. Được chưa? Tách biệt mình ra khỏi đó chính là cái sự thành công. Rồi tiếp tục, patience, perseverance. Đó chính là cái tính kiên trì nhẫn nại. Overcoming. Ủa cái gì vậy? Bỏ thầy overcoming difficulty đi nữa. Cái tính kiên trì nhẫn nại thì nó là gì các bạn? R3 is không có bỏ các bạn. N chứ thầy. N overcoming. Sao không có chữ N ta? Ba cái này luôn các bạn. Kiên trì nhẫn lại và đây và vượt qua những cái khó khăn thì nó là ba cái gì các bạn? Là ba gì đây? Essential script, games online này các bạn. Skill của nó gì sao? Ủa nó bị sao vậy? Nó bị nhảy tung lên tung lai vậy? Rồi các bạn sửa lại thầy, nó chỉ là skill á, ba cái kỹ năng. Skills. Nó đâu rồi? Game online bỏ đi. Sao nó nhảy tung lên vậy? Three essential skills. Rồi, thôi cái bài này thôi bỏ ra mấy đứa bởi vì nó tào lao quá. Ủa mà chứ về đâu, ủa chứ về, ủa gì vậy? Mấy giờ rồi? Ủa gì vậy, gì vậy, gì vậy? Ý là bỏ, đâu có nghỉ đâu, tự nhiên vậy trời. Thì không được bài này thì nhảy sang bài khác.